Bài 131 là Ngài Thượng Đường. Pháp môn của ta do Phật truyền trao, chẳng luận thiền định, tinh tấn, chỉ đạt trí tri kiến Phật. Tức tâm là Phật, tâm Phật chúng sanh, phiền não Bồ Đề, tên tuy có khác, nhưng thể vốn đồng. Các ông phải biết tâm linh của chính mình, thể lìa đoạn thường, tánh không như sạch, lặng lẽ tròn đầy, phàm thánh không hai, ứng dụng chẳng cùng. Rời tâm ý thức ba cõi sáu đường, chỉ tự tâm hiện, như trăng dưới nước, như bóng trong gương, đâu có thật sanh, thật diệt. Các ông, nếu hay rõ biết như thế, thì không có chỗ nào mà chẳng đủ. Đây là Ngài nhấn mạnh đến cái chỗ gọi là kiến tánh, minh tâm thôi. Phải thấy được tự tánh, sáng được tự tâm của mình, đó là cái chính thôi. Cho nên mọi cái tạo tác đều là vô thường hết. Cho nên Ngài nói không có lượng đến thiền định, đến tinh tấn. Nghĩa là đó là cũng là một cái tạo tác, mà đã có tạo tác thì cũng đều là vô thường hết. Tất cả những cái thứ có ra đó đều gốc từ tâm mà hiện thôi. Cho nên nếu mà ngộ được cái gốc này á, thì liền sáng tất cả thôi. Mỗi cái lập bài ra đều là phương tiện, cũng không mắc kẹt trên những cái tên. Cho nên là tâm, Phật, chúng sanh, phiền não, Bồ Đề á, cũng đều là những cái tên. Thì cái tên khác, nhưng mà cái thể cũng vốn đồng. Đồng là sao? Dù là nói là tâm, nói là Phật, nói là chúng sanh, nói phiền não, nói Bồ Đề, không? Thì bao nhiêu cái tên đó, nhưng mà nó đồng mà. Đồng một thể, thể gì? Đồng một thể là thể giác thôi. Tức là đồng một thể giác thôi. Nếu mà trong cái thể giác đó mà mê á, không? Thì gọi là chúng sanh. Mà ngộ được thì đó là Phật ấy, thì cũng là cái thể giác đó thôi. Cũng vậy, cái thể giác đó nó còn ở trong mê, ứng dụng trong cái phân biệt thì gọi là tâm. Nếu mà giác thì gọi là Phật, sống ở trong cái phân biệt, cái sanh diệt, đó là chúng sanh, gọi là phiền não. Còn giác ngộ thì đó là Bồ Đề, cũng là một cái thể giác đó thôi. Chứ không có ngoài cái thể giác đó mà riêng có cái gì khác nữa. Thì như vậy là mình phải khéo để mà thấu qua được những cái tên đó, mà thấy suốt được cái chỗ vốn đồng đó. Thì như vậy, còn nếu mà chưa mà thấu suốt được cái chỗ vốn đồng đó, chưa thấu suốt được cái gốc đó, thì dù cho mình đạt được cái gì cũng là chưa khỏi cái tình mê. Tất nhiên là nếu mà còn mà nằm ở trong dòng của tâm ý thức thì tức là cũng còn nằm ở trong cái gọi là cái sinh diệt, cái phân biệt đối đãi. Bởi vì mà nó thường mình gọi là tâm ý thức, nhưng mà tâm ý thức đó cũng có là cái gì? Tâm thì là chứa nhóm, ý là chấp ngã, thức là phân biệt, thấy không? Thì tuy là nói ba cái tên đó nhưng mà nó cũng là đồng một cái thể giác vậy thôi, chứ cũng không ngoài cái thể giác. Khi mà mê á thì nó thành ra có cái sai biệt, chưa tiêu được cái sai biệt đó thì liền mắc kẹt trên ba cái tướng. Mà đã mắc kẹt ở trên ba cái tướng đó thì tức là ngay nơi đây thì mình thấy nói là tâm mình, nói là ý mình, nhưng mà phía đằng sau á cũng còn có cái gì đó, tức là còn có cái gì đằng sau đó. Còn nếu mà ngay nơi cái sanh diệt này, mình phải khéo để mà nhận cho ra, cho thấu cái không sanh diệt đó, lấy đó để mà làm cái nhân tu hành đó, thì đó mới gọi là không có làm lạc, mà đó mới gọi là cái nhân chân chính, đó gọi là mới gọi là có cái chánh tri kiến. Cho nên ở đây thì Ngài nhấn mạnh đến chỗ đó để thấy rõ là đạt được cái tri kiến Phật đó, sáng được cái tự tâm, thấy được cái tự tánh chân thật đó, thì cái đó là lấy cái đó làm cái gốc để mà tu hành chính. Rõ được cái chỗ đó thì nghĩa là nơi đây, nơi mình đó nó đủ hết, chứ không có thiếu gì, không phải là cầu gì cái bên ngoài nữa. Thì bây giờ ở trong chúng có Ngài đạo ngộ, Ngài bước ra, Ngài thưa:
Ý chỉ Tào Khê, người nào được? Sư đáp, người hội Phật Pháp được. Thì Đào Ngộ mới thưa, vậy chứ thầy được chăng? Sư đáp, ta chẳng được. Thì Ngài Đào Ngộ mới thưa, vậy chứ vì sao chẳng được? Sư đáp, ta chẳng hội Phật Pháp. Hỏi là hỏi ý chỉ Tào Khê. Thì hỏi ý chỉ Tào Khê người nào được? Thì sư đáp là người hội Phật Pháp được. Nhưng mà như vậy, thì nếu mà người ngoài á, nghe nói hội Phật Pháp được, cái thì liền tưởng, tưởng có cái để được. Phải không? Nghe nói hội Phật Pháp nè, nghe nói hội thì liền chấp có được. Chấp có được thì tức là liền bị mê à. Cho nên mới nghe nói vậy thì Ngài Đạo Ngộ liền hỏi với thầy được chăng? Nhưng mà ngay cái câu hỏi này á, thì mình thấy được đã kẹt cái gì chưa? Câu hỏi đó là đã kẹt rồi đó. Đúng ra thì sao? Ta được hay là chẳng được thì có dính dáng gì việc của ông? Mà ông hỏi là được, cho nên hỏi thầy được chăng á, là câu hỏi đó là mình thấy đã kẹt rồi. Ngài được hay chẳng được thì đó là việc của Ngài, có dính dáng gì đến người? Cho nên Ngài chỉ nói ta chẳng được thôi. Đó là để phá cái niệm mà chấp của cái người đối tượng. Thì Ngài Đạo Ngộ mới nói như vậy thì vì sao chẳng được? Thì sư mới đáp là ta chẳng hội Phật Pháp. Để thấy rằng như vậy là đây là cái chỗ tự chứng thôi. Phải bật hết mọi cái sở tri, mọi cái kiến giải, không có thể đến được ở chỗ này. Cho nên ở trên á, thì Ngài nói hội Phật Pháp được, nhưng mà với Ngài á, thì Ngài nói ta chẳng hội Phật Pháp. Chứ còn không khéo á, thì rồi cái lời đáp nó cũng lại mắc kẹt. Ngài Đại Điên Ngài mới hỏi, đây là qua Đại Điên, người xưa nói có, nói không đều là phỉ báng, thỉnh sư dẹp trừ. Tức là nói có, nói không đều là phỉ báng thôi, vậy thỉnh sư dẹp trừ. Cái câu này nếu mình không khéo thì cũng bị ngôn ngữ lừa luôn. Nghe nói có không không phải thì bây giờ phải dẹp trừ. Nhưng mà nếu mà có cái niệm để mà dẹp trừ thì sao? Cho nên hãy có trừ thì cũng là chưa rời khỏi có không. Nếu có trừ thì tất nhiên là cái gì trừ cái gì, cho nên cũng là không rời có không. Cho nên sư đáp rất là khéo, một vật cũng không thì trừ cái gì? Thì đây đáng lẽ là phải xuống hàng á, sư lại hỏi lại. Bây giờ dẹp hết cổ họng môi lưỡi, đem cái nói lại xem. Dẹp hết cổ họng môi lưỡi nè, đem cái nói lại xem. Thì vậy mình bây giờ dẹp hết những cái cổ họng môi lưỡi này, làm sao nói? Đem cái nói lại coi. Ngài Đại Điên Ngài thưa không cái ấy. Nhưng mà như nói đáp như vậy đó thì sư chấp nhận, bảo nếu thế ấy thì ông được vào cửa. Thì như vậy là sao? Nếu mà nghe nói là dẹp hết cổ họng môi lưỡi đó thì rồi cái thì mình im lặng. Im lặng thì sao? Nếu mà trong đây mà kẹt một bên nói hoặc là kẹt một bên im thì cũng là chưa rời khỏi môi lưỡi, thấy không? Nói thì cũng đâu có rời khỏi môi lưỡi, im thì cũng đâu có rời khỏi môi lưỡi. Nếu mà người mà thật sự mà đạt được ở chỗ này á thì phải sao? Nói nhưng mà không có dính môi lưỡi á thì đó mới là hay. Tức là vẫn nói nhưng mà là không có dính môi lưỡi, nói mà không có kẹt ở trong cái ngôn ngữ. Cho nên phải thấy được, gọi là đạt được cái ý ngoài lời thì đó mới là cái người khéo. Chứ còn không á thì rồi dù nói hay là dù im thì cũng vẫn là mắc kẹt. Ngài Đạo Ngộ Ngài đã hỏi tiếp, vậy thế nào là đại ý Phật Pháp? Sư đáp, chẳng được, chẳng biết. Đạo Ngộ hỏi thêm, lại có chỗ tiến lên hay không? Sư đáp, hư không dài, chẳng ngại mây trắng bay. Thế nào là đại ý Phật Pháp? Thì chỉ đáp là chẳng được, chẳng biết thôi.
chính cái câu này ở trong nhà thiền là gọi là các ngài đáp mà để mà dừng cái suy nghĩ, dừng cái phân biệt thôi, chứ không có đáp để cho mình hiểu đại ý Phật pháp. Đó là cái chỗ mà mọi người mình gọi là phải tự mình nhận, thầm nhận mình sống dậy, vượt ngoài cái gọi là những cái tình thức suy nghĩ phân biệt, thì đó mới gọi là cái chỗ chân thật. Còn không khéo á, thì mình cứ giải thích theo cái thường tình để cho người ta hiểu đó, thì cái đó cũng là cái kiến giải thôi chứ không phải là thật. Cho nên ở đây thì ngài đáp là chẳng được chẳng biết, mà ở chỗ ngài Lâm Tế á, thì ngài gọi là bị ăn gậy á, là cũng là cái câu hỏi này. Nghĩa là đáp nhưng mà không có cho mình có chỗ để khởi hiểu. Cho nên cái chẳng được chẳng biết này cũng giống như là một cái tiếng hét vậy thôi, không có chỗ cho mình bám. Nhưng mà như vậy á, thì ngài Đạo Ngộ ngài lại nghi, vậy thì có chỗ để mà tiến lên hay không? Không được, không biết gì hết thì có chỗ để tiến lên hay không? Thì nếu mà trong đây càng cố để hiểu thì mình sẽ sao? Càng cố để hiểu đó thì càng trôi theo gọi là mây trắng. Đây ngài đáp hư không dài, chẳng ngại mây trắng bay. Nếu mình cố hiểu, cố để biết, đó là mình trôi theo mây trắng thôi. Mà cái khéo á, là ngay đây dừng lại thì hư không thênh thang vô tận. Hư không thì dài, thì nó đâu có ngại gì mây trắng bay, nhưng mà mình lại cứ theo mây trắng để mà trôi đó thì nó uổng. Ngay đó dừng lại thì đầy đủ mà sống mà chân thực trong cái chỗ hư không thênh thang vô tận. Thì cái đó là cái chỗ mà mỗi người của mình đó, tùy mình muốn sống với cái nào đó là sống. Cho nên hư không thì nó dài thênh thang, mây trắng thì nó coi như là chợt tụ chợt tan vậy thôi. Theo mây trắng để mà lang thang không bằng dừng lại, sống ngay cái hư không mà thênh thang đó, thì cái đó là mới là cái khéo. Tăng hỏi thế nào là giải thoát, sư đáp ai trói buộc ngươi. Hỏi thế nào là tịnh độ, thì ai làm nhơ ngươi. Thế nào là niết bàn, ai đem sanh tử cho ngươi. Đó là đây là để ngài muốn đánh thức cho tất cả mọi người cũng như ông Tăng ở đây, là mình phải vượt qua mọi cái cặp đối đãi. Thì ngay đây á, đủ tất cả, chứ không khéo thì tự mình sẽ gọi là chối lấy mình thôi. Giải thoát hay là tịnh độ hay niết bàn đó thì nó cũng là những cái danh từ đối đãi. Giải thoát thì đã đối với triền phược, tịnh độ thì đối với quế độ, niết bàn thì đối với sanh tử. Đó là những cặp đối đãi. Mình phải khéo vượt qua những cái danh từ đó, thì ngay một niệm hiện tiền ở đây á, thì đủ tất cả. Trong một niệm hiện tiền này, mình vừa có động niệm á, vừa có động niệm thì tức liền là nó liền có chia ra từng cặp liền. Còn cũng ngay một niệm này mà sống trở lại trước khi động niệm mà nhận lấy đó thì liền xong. Cho nên là chớ có theo cái danh mà khởi cái tưởng. Nghe nói giải thoát thì mình liền tưởng đến có một cái cảnh giới gì đó để giải thoát. Nghe nói tịnh độ cũng liền bám vào đó, tưởng đó có một cái tịnh độ gì đó để mình hướng đến. Nghe nói niết bàn thì cũng liền tưởng đến có một cái cõi niết bàn để cho mình đạt đến. Thì như vậy đó là theo danh mà khởi tưởng. Mà theo danh khởi tưởng thì tức là tự mình lại trói mình vào trong những cái đối đại đó. Cho nên ở đây ngài đáp bằng cái cách đáp ngược lại đó, là để cho thấy rõ những cái này cũng là cái danh từ đối đại không thật. Qua được cái niệm mà phân biệt đối đại đó thì ngay đây sống ngay cái tự tánh chân thật đây, thì đó là giải thoát, là tịnh độ, là niết bàn. Cho nên nói là
Nói như vậy đó không có nghĩa là phá bỏ, không có giải thoát, không có tịnh độ, không có niết bàn. Mình phải hiểu như vậy. Mà để đây là phá cái niệm mà mình chấp trước, mắc kẹt vào trong những cái danh từ, những cái đối đãi đó, thì mình mới sống thật sự là giải thoát, thật sự là tịnh độ, là niết bàn. Chứ không phải là nói như vậy là phá bỏ hoàn toàn, thành không ngơ, không có gì hết. Sư hỏi khách tăng mới đến, thì ông tăng mới đáp: từ Giang Tây đến. Thì sư hỏi vậy chứ, thấy Mã đại sư chăng, tức là Mã tổ chăng? Thì ông tăng đáp: thấy. Sư bèn chỉ khúc gỗ bảo: Mã đại sư sao giống cái này? Ông tăng không đáp được. Nếu mình đáp sao? Mã đại sư mà giống khúc gỗ hả? Cho nên ở đây mình mới thấy rõ. Ở cái lúc đầu á, thì ông tăng đáp giống cũng như hay, hỏi là từ ở đâu đến, hoặc từ Giang Tây. Thì ngài hỏi chứ có thấy Mã đại sư chăng? Thì ông đáp thấy. Mình tưởng đâu như vậy là ông chắc ông cũng có thấy thiệt rồi, thấy không? Ông đáp giống như quyết định, có thấy rõ ràng. Nhưng mà gạn lại thì không phải. Sư chỉ khúc gỗ bảo là Mã đại sư sẽ giống cái này thì ông không đáp được. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây là ông nhầm ở trên cái khúc gỗ mà khởi hiểu, thấy không? Nghĩa là ngài chỉ khúc gỗ đó để mà gạn lại. Thì nếu mà mình thật sự mà thấy Mã tổ á, không? Thì phải thấy cái gì kìa, không? Vượt ngoài cái khúc gỗ kìa. Còn này lại nhầm ở trên cái khúc gỗ đó mà khởi hiểu, cho nên là bị nó chướng là phải rồi. Cho nên là không có đáp được là mờ mịt, không? Còn nếu mà phải ngay đó mà mình thấy thấu qua cái khúc gỗ đó, không? Thì rõ được cái câu sao giống cái này đó, không? Thì cái này đâu hẳn là khúc gỗ, khúc củi. Sao giống cái này đó, cái này thì ngài muốn nói đó, đâu có hẳn là cái này là cái khúc củi đâu. Vậy với cái này là cái gì? Thấy được ở chỗ đó thì nghĩa là dù cho nó giống hay là chẳng giống cũng không có ngại gì hết, không? Bởi vì cái này nó không hẳn là cái khúc củi, cho nên thì nói Mã đại sư giống cái này đó thì đúng rồi, thì không có mắc kẹt. Còn chính là mắc kẹt trên cái khúc củi đó, cho nên rồi đáp không được, mà bị cái khúc củi đó nó làm chướng mình. Đó là một cái đoạn. Thôi tới đây thì mình nghứ. Bài 132 là con muỗi đậu trên châu sắc, tức là thiền sư Duy Nghiễm ở Dược Sơn, Lễ Châu, chẳng phải là Lỗ Châu, Lễ Châu. Sư họ Hàng, quê ở Ráng Châu, năm 17 tuổi, theo thiền sư Chiếu trong người là Chiểu, xuất gia, kế thọ giới cụ túc với luật sư Tháo, sư học thông kinh luận và giữ gìn giới luật trang nghiêm. Đó là nói sơ qua về ngài Dược Sơn, tức là ngài tên là Duy Nghiễm, ở Lễ Châu. Họ Hàng, như vậy thì ngài xuất gia lúc còn nhỏ, 17 tuổi rồi, tức là năm 17 tuổi đã xuất gia. Với thiền sư Chiếu đây tức là thiền sư Huệ Chiếu ở Tây Sơn, Triêu Dương. Rồi sau đó thì thọ giới cụ túc với luật sư Tháo tức là ngài luật sư Hy Tháo ở Hoành Nhạc. Thì như vậy là ban đầu thì ngài học thông kinh luận và giữ gìn giới luật đàng hoàng. Nhưng mà sau đó thì ở đây thì nói đơn giản, nhưng mà trong thiền sư Trung Hoa thì mới có nói thêm là một hôm này sư mới nghĩ là mình xuất gia là phải vì việc lớn sinh tử rồi đó, mà giờ chỉ có cái mắc kẹt ở trong cái kinh luận này hoài thì không có được, cho nên mới phát tâm để mà đi tam thiền đó. Cho nên ở đây thì một hôm sư vào thất hỏi ngài Thạch Đầu: đối với tam thừa 12 phần giáo con hiểu biết chút ít, thường nghe phương Nam chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật, con thật chưa sáng tỏ, cuối mong hòa thượng từ bi chỉ dạy. Tức là như vậy thì ngài nghĩa là coi như là đối với giáo lý á, thì ngài đã hiểu rồi, thấy không? Nhưng mà đối với trên cái lý thiền á thì ngài chưa có rõ, cho nên là nghe nói về thiền tông mà gọi là chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật đó, chưa có được rõ. Thì Thạch Đầu mới bảo: thế ấy cũng chẳng được,
chẳng thế ấy cũng chẳng được, thế ấy chẳng thế ấy, thải chẳng được. Ông làm gì? À, sư mờ mịt. À, thì thạch đầu mới bảo vậy thì nhân duyên của ông chẳng phải ở đây, hãy đến Mã Đại Sư đi. À, thì như vậy qua một đoạn này thì mình cảm nhận được cái gì? Ngài Duy Nghiễm là coi như là đối với cái giáo lý ở trong giáo lý mà ba thừa đó thì coi như ngài hiểu quá rồi, không? Đây là ngài nói là hiểu biết chút ít, đó là cái khiêm tốn, chứ ngài cũng đã hiểu rõ, không? Nhưng mà đối với lý thiền á thì chưa hiểu, cho nên mới đi tham thiền để mà họ tham vấn, để mà tìm hiểu. Thì đến thạch đầu á thì thưa hỏi như vậy thì tưởng đâu là ngài thạch đầu ngài sẽ giải thích như thế nào đó. Nhưng mà ngài thạch đầu ngài chỉ bảo là một câu, ngài thế ấy thì cũng chẳng được, rồi chẳng thế ấy cũng chẳng được, rồi thế ấy chẳng, ngài thế ấy cũng thải chẳng được. Thì như vậy làm sao hiểu? Đến để mà mong hiểu về thiền, nhưng mà gặp như vậy thì hiểu thế ấy cũng không được, rồi hiểu mà chẳng thế ấy cũng không được, rồi hiểu thế ấy chẳng thế ấy cũng không được luôn. Vậy thì phải hiểu làm sao? Cho nên là sư cũng mờ mịt, mà mình ở trong đây hiểu sao? Thế ấy thì hiểu cũng không cho, rồi chẳng thế ấy cũng không cho hiểu, rồi thế ấy chẳng thế ấy cũng không cho hiểu luôn. Vậy thì làm sao? Sư mờ mịt. Vậy thì thấy được tại sao mà mờ mịt? Bởi vì chính vì còn cầu hiểu đó cho nên mới mờ mịt. Vậy đi đến đây là để cầu hiểu, mà cầu hiểu mà gặp gặp nói kiểu này thì làm sao hiểu, cho nên là phải mờ mịt thôi. Nhưng mà thật đầu ngài mới chỉ qua Mã Đại Sư, tức là qua Mã Tổ. Tất nhiên là để nhân Mã Tổ đó gọi lại cho ngài. Thì sư vâng lệnh đến Mã Đại Sư và lặp lại câu hỏi trước. Tổ mới bảo, ta có khi dạy y nhướng mày chớp mắt, có khi dạy y chẳng dạy y nhướng mày chớp mắt, có khi nhướng mày chớp mắt là phải, có khi nhướng mày chớp mắt là chẳng phải, ông làm thế nào? Vậy là cũng làm sao hiểu. Ở đây thì Mã Tổ nói cũng nói ngược lại, nghĩa là bây giờ ta cho ông hiểu đó, ở trước là coi như là thế ấy cũng không được, chẳng thế ấy cũng không được, coi như là gạt hết, không có gì không được hết. Còn ở đây thì cho ông mặc tình và ông hiểu. Ta có khi thì ta nói là dạy y là nhướng mày chớp mắt, rồi có khi thì chẳng dạy y nhướng mày chớp mắt, mặc tình cho ông hiểu sao hiểu. Có khi thì nhướng mày chớp mắt là phải, rồi có khi nhướng mày chớp mắt là chẳng phải, đó mặc tình cho ông hiểu. Thì ông hiểu sao đây? Ở kia là ở trước ngày ta đầu là không cho hiểu, ở đây là cho ông mặc tình hiểu. Nhưng mà làm sao hiểu? Thành ra mình thấy hai ngày có hai cái lối để mà hướng dẫn, thấy không? Ở ngày thạch đầu thì coi như là gạt hết, không có cho hiểu gì hết. Ở đây thì cho mặc tình hiểu đó. Nhưng mà làm sao hiểu? Có khi thì dạy nhướng mày cho mắt, nhưng mà có khi thì chẳng dạy nhướng mày cho mắt. Vậy là hiểu sao? Có khi thì nhướng mày cho mắt là phải, có khi thì lại chẳng phải. Vậy hiểu sao đây? Cho nên là chỉ có một việc thôi, đơn giản là có một việc có một việc là không có một pháp để cho người. Hai ngày cũng đều không có một pháp thật để cho người, chứ không có gì khác hết. Nhưng mà hai cách nói. Ở ngày thạch đầu thì ngài coi như là đoạt hết, đoạt sạch tất cả, coi như dùng cái đoạt đoạt sạch tất cả. Thì vậy thì ông làm sao còn ở chỗ nào để mà ông hiểu? Đoạt hết. Còn ở chỗ ngài Mã Tổ thì ngài cho hết, cho sạch tất cả, mặc tình cho ông hiểu. Nhưng mà ông cũng làm sao hiểu? Một bên thì đoạt hết, còn bên thì cho hết. Thì như vậy là bởi vì mình còn cầu hiểu quá cho nên không hiểu nổi. Còn muốn hiểu, còn để cầu hiểu, tìm hiểu cho nên không hiểu nổi. Ở đây thì ngài ngay đó liền khế ngộ. Như vậy thấy rõ được liền, tỏ ngộ được liền. Cho nên ngài lễ bái thì tổ mới bảo, vậy chứ ông thấy được đạo lý gì mà lễ bái? Thì sư mới thưa,
Con ở chỗ thạch đầu như con muỗi đậu trên châu sắt. Tổ mới bảo ông như thế thì hãy khéo tự giữ gìn. Bên đây câu sau đáng lẽ là phải xuống hàng đó. Thì như vậy ngay đó thì ngài Duy Nghiễm liền tỏ ngộ lễ bái. Thì như vậy mình thấy như vậy thì ông ngộ được cái gì? Không có chỗ gì để cho hiểu hết. Vậy thì ngộ được cái gì? Cho nên tổ mới gạn lại, vậy chứ ông thấy được cái đạo lý gì mà ông lễ bái? Cho nên nếu mà mình mà nói là thấy được cái này, thấy được cái kia đó, là chắc là bị đuổi ra rồi. Thì ngài đây, ngài thưa trả lời một câu rất là nghe là khéo. Con ở chỗ tổ thạch đầu á, như con muỗi đậu trên châu sắt. Đó là trình bày cái chỗ tỏ ngộ của ngài đó. Vậy thì ngài ngộ được cái gì? Ở chỗ ngài thạch đầu á, giống như con muỗi mà đậu trên con châu sắt á. Thì con muỗi đậu trên châu sắt á thì hút được cái gì? Hút được cái gì? Để thấy là đó là coi như là vô sở đắc, không có chỗ để cắm mỏ, không có một cái chỗ gì để mình khởi hiểu hết, không có một điểm để cho mình khởi hiểu, tức là dứt bạc mọi cái có không, không có chỗ gì để duyên theo hết. Thì như vậy đó là cái chỗ mà chỗ khế ngộ của ngài, chính là chỗ đó. Còn có chỗ để hiểu, có chỗ mà để được ra thì là còn có chỗ để cho cái tình thức nó đi. Cho nên mình ngày nay á cũng đọc qua cái đó, cũng nghe lại cái đó mà không có tỏ ngộ được á, là bởi vì sao? Đã vì giống như con muỗi mà đậu nên con trâu thiệt. Cho nên nó hút được nhiều quá. Hút được nhiều quá. Đó, vì vậy cho nên không có ngộ được. Tức là còn có chỗ để cấm mỏ. Còn có chỗ để cấm mỏ là không có ngộ được. Thì xuống hàng, thì sư mới theo hầu tổ 3 năm. Một hôm, tổ mới hỏi sư, gần đây chỗ thấy của ông thế nào? Thì sư thưa, da mỏng, da dày đều rất sạch, chỉ còn một chân thật. Thì tổ mới bảo, chỗ của ông đã được, có thể hợp cùng tâm thể, bủa khắp tứ chi, ông nên độ người, chứ ở đây lâu. Thì như đó sư mới từ giả mã tổ mà trở lại thạch đầu. Thì như vậy là ở hầu tổ 3 năm, rồi sau đó mà thì một hôm tổ mới hỏi gạn ra, gạn lại, coi như vậy thì ông lâu nay đó ở được 3 năm rồi đó, gạn lại coi cái chỗ thấy của ngài đó như thế nào. Cho nên mới hỏi là như vậy thì gần đây đó, chỗ thấy của ông thế nào đó, gạn lại xem. Thì sư mới thưa, da mỏng da dày đều rất sạch, chỉ còn một chân thật đó. Tức là sao? Đến đây coi như là ngài hoàn toàn, nghĩa là vô sở trụ, không có một chỗ nào để mà bám, không có chỗ nào để mà dính được hết. Thì không còn có chỗ nào để bám để dính hết, thì tức là sao? Tất cả vô sở trụ thì tức sẽ thành chơn trụ, không có rớt sạch hết, thì còn lại một cái chân thật, nó luôn luôn nó sờ sờ đó. Thì như vậy đó mới là đến gọi là cái chỗ mà thật sống, chân thật. Còn có cái chỗ để bám, có chỗ để trụ đó, thì nghĩa là cái chỗ mà ngộ nó chưa có được gọi là trùm khắp đó. Cho nên ở đây thì tổ mới nghe như vậy thì biết là cái chỗ ngộ của ngài đó coi như là đã triệt ngộ đó. Cho nên tổ mới bảo như vậy thì chỗ ông đã được đó có thể là hợp cùng với tâm thể bủa khắp tứ chi rồi. Tất nhiên là nó đã khắp cả người hết rồi. Nó thành ra chính sự sống của ông rồi. Thì như vậy thì ông nên độ người ở đây lâu. Đã được như vậy rồi thì phải đi ra để mà hướng dẫn người, để mà nhắc nhở cho mọi người, chứ không nên gọi là ở đây lâu để tự hưởng một mình. Thì như vậy rốt lại á thì đâu là thạch đầu, còn đâu là mã tổ? Thạch đầu dạy như vậy, rồi mã tổ dạy như vậy, như chỗ ngài Duy Nghiễm, ngài khế ngộ như vậy đó, thì bây giờ làm sao thấy rõ được đâu là thạch đầu, đâu là mã tổ? Nếu mà
Còn cái thấy kia đây á, không? À, thấy đây là thạch đầu, à, kia là mã tổ đó, thì chưa qua được cái chỗ này. À, thấy mà thạch đầu đáp như vậy đó, không? Rồi mã tổ đáp như vậy đó, mà chưa quên được cái niệm kia đây á, không? Thì khó mà qua được ở chỗ này. À, cho nên là muốn thấy được chỗ này thì rõ mã tổ thạch đầu đối đáp tuy khác, nhưng mà cũng chỉ một cái ấy thôi, thế ấy thôi chứ không gì khác. À. Bài 133 là chẳng làm cái gì, tức là khi mà sư trở về thạch đầu rồi thì một hôm ở tại thạch đầu, sư đang ngồi trên tảng đá, thạch đầu mới hỏi ở trong ấy làm gì. À, sư thưa một vật cũng chẳng làm. Đang ngồi trên tảng đá thì thạch đầu mới hỏi bây giờ vậy chứ thì ở trong ấy đó làm cái gì. À, sư thì thưa một vật cũng chẳng làm. À, thì về trong ấy đó là cái trong gì. À, thường á, đây là để mà cũng là lâu lâu để gạn lại đó. À, thường cái thói quen của mình á, khi mà ngồi á thì ngồi là phải làm cái gì, phải không? À, luôn luôn là ngồi, hay là tuy là gọi là ngồi không, ngồi chơi như vậy đó, nhưng mà cũng phải có làm cái gì. À, tức là sao? Tức là trong đầu này luôn luôn nó có vấn đề. À, không bao giờ mà gọi là ngồi, mà gọi là ngồi chỉ ngồi đó. À, ngồi luôn luôn là có vấn đề, có phải làm gì. À, cho nên đây thì ngài hỏi vậy chứ ông ngồi đó, nhưng mà gì ở trong ấy đó ông làm cái gì. À, sư mới thưa là một vật cũng chẳng làm. À, ngồi chỉ ngồi thôi, không thêm không bớt gì hết. À, thì như vậy nó mới là lộ lộ rõ ràng, sờ sờ rõ ràng, phải không? Còn mình luôn luôn là trong đầu phải có một vật gì đó mới chịu. À, luôn luôn là có vấn đề. Bởi vậy cho nên là tuy là ngồi không hay là ngồi chơi, nhưng mà là trong đầu cũng luôn luôn có chuyện hết. À, vì vậy mà không có được nó hiện tiền sờ sờ. À, bởi vậy mà trong nhà thiền mới có câu chuyện là thiền sư vô trụ. Vô trụ ngài mới có khai thị, ngài mới kể câu chuyện đó. Có một cái anh chàng mà đứng ở trên ngọn đồi, không? Rồi ở dưới ngọn đồi đó là có con đường đi ngang qua, thì có ba cái người lữ khách đi ở dưới con đường đó để mà đi lên cái ngọn đồi đó. Thì xa xa mới thấy cái anh chàng đứng trên ngọn đồi đó, cái ba người đó mới bàn với nhau. Anh đó đố anh chứ anh đó đứng làm gì. Một người thì nói là à, ông đó đang đứng hứng gió chứ gì. À, thấy thì đứng ngọn đồi đó là đứng hóng gió chứ gì. À, một anh thì nói đâu phải, đó là ông đó là đứng đợi ai đấy. Đứng nghĩa là một mình đó là đợi ai đó, đợi người thân nào đó. Còn một người á thì nói không phải đâu, thấy cái dáng của ông là coi như là đứng để mà ông hình như ông mất cái vật gì đó, ông đang đang mà tìm nó chứ không gì. Thì ba người mới đi nhanh lên ở trên ngọn đồi đó để mà gặp anh đó, hỏi thử coi cái ai mà nói đúng. Thì lên cái thì cái anh chàng kia hỏi chứ anh đứng đây làm gì vậy, phải là anh đứng không gió không? Thì anh kia không phải. Rồi cái anh kia nói vậy chứ phải là mất vật gì anh đứng đây anh kiếm không? Anh kia cũng không phải nữa. À, thì cái anh thứ ba nói vậy chứ anh đứng đây là anh chờ người thân chứ gì phải không? À, anh kia cũng không phải nữa. Vậy chứ ba người kia vậy chứ anh đứng đây làm gì mà hỏi gì anh cũng nói không phải hết vậy. À, thì anh kia nói là à, tôi chỉ đứng đây thôi. Đó, thì ngài vô trụ là ngài kể câu chuyện đó để mà nói cho lên cái ý thiền. À, để cho mình thấy bởi vì trong đầu của mình á luôn luôn là sống lúc nào cũng có vấn đề hết. À, cho nên là thấy người ta đứng đó thì mình nghĩ rằng à, chắc là phải có cái gì đó, đứng đó phải có cái gì đó, đứng đó phải làm gì đó, có cái gì đó thôi. Cũng giống như mình, trong đầu mình luôn luôn là có vấn đề, cho nên mình ngồi đây á thì cũng phải có cái gì đó. À, thì suy ra cái người kia cũng vậy đó. À, nhưng mà ở đây nhắc mình là phải sống ngay với cái gọi là thực tại, cái hiện tiền đó thôi. À, đứng đó thì đứng đó thôi, không có thêm không có bớt gì nữa hết, thì như vậy đó. À, mới là cái chỗ sống thiền chân thật. À, đứng đó thôi, cần phải thêm gì nữa. À, thêm gì nữa là dư rồi.
Cho nên Ngài nói tôi chỉ đứng đây thôi, còn những vị khác thì đứng phải thêm gì đó. Thì ở đây cũng vậy. Thạch Đầu hỏi Ngài chứ ở trong ấy làm gì? Ngài nói một vật cũng chẳng làm. Ngài Thạch Đầu Ngài mới hỏi gạn lại, thế ấy tức là ngồi không rồi. Nếu mà một vật cũng chẳng làm thế thì vậy tức là ngồi không rồi, ngồi chơi rồi. Thì Ngài đáp, nhưng mà nếu ngồi không thì tức là làm. Nếu ngồi không thì vậy tức là làm. Làm sao? Thật ra cái nghĩa ngồi không theo cái người thường á, ngồi không tức nghĩa là ngồi chơi, ngồi nghĩa là giống cũng như là ngồi làm biếng á, phải không? Ngồi chơi không có chuyện gì ha, đó. Nhưng mà đây á thì Ngài lại chuyển lại, nhưng mà ngồi không đó tức là làm. Bởi vì sao? Ngồi mà được ngồi không á dễ không? Ngồi thường mình thấy ngồi không là đối với cái tướng bên ngoài, ngồi giống như không có công việc gì hết, nhưng mà nó luôn luôn có vấn đề thì vậy chưa phải ngồi không. Còn nếu mà được mà ngồi không thật sự, ngồi chỉ là ngồi đó thì tức là làm rồi, không? Cái đó đâu phải dễ dàng. Tức như ngồi như vậy đó là mình đang nghĩa là sống mà chân thật rồi. Nhưng mà Ngài Thạch Đầu Ngài gạn lại, ông nói chẳng làm là chẳng làm cái gì chứ, không? Nói chẳng làm đó là chẳng làm cái gì. Thì sư mới thưa, ngàn thánh cũng chẳng biết. Như vậy thì làm sao mà thấy được cái chỗ mà ngồi không của Ngài đây, cái chỗ chẳng làm này. Làm sao thấy được cái chỗ chẳng làm của Ngài. Cho nên cái chỗ chẳng làm tuy đơn giản nhưng mà không phải dễ dàng. Bởi vậy cho nên nếu mà ngồi không thì tức là làm đó. Ngồi không được như vậy đó là cả một cái công phu chứ không phải thường. Cho nên chính cái chỗ chẳng làm này á mà Phật ngày 49 năm nói hoài không hết. Thấy không? Chính cái chỗ chẳng làm đó, đó mà Ngài nói pháp 49 năm nói hoài không hết đó. Chứ không phải chẳng làm như mình mà ngồi mà gọi là ngồi chơi làm biếng. Rồi cũng chính cái chỗ chẳng làm này á, thấy không? Tổ Bồ Đề Đạt Ma á, 9 năm Ngài ngồi ngó vách đó. Chính cái chỗ chẳng làm đó, đó chứ không phải là đơn giản. Rồi cũng chính cái chỗ chẳng làm này á là Tổ Huệ Năng đạp chài giả gạo mà không có mỏi mệt. Mình mà được cái chỗ chẳng làm đó thì coi như là sống cuộc đời này rất là sung sướng. Nhưng mà dễ chẳng làm. Cho nên chính cái chỗ đó, chính cái chỗ chẳng làm đó gọi là ba đời chư Phật lịch đại tổ sư không ai cũng nhảy khỏi cái chỗ chẳng làm này. Không ai mà nhảy qua khỏi cái chỗ chẳng làm này hết. Mấy ông đệ thấy có ai mà nhảy khỏi chỗ chẳng làm đó? Như vậy nếu mà không có ai mà nhảy khỏi hết á thì sao? Ở trong đây có ai nhảy khỏi chỗ chẳng làm đó không? Giơ tay lên coi. Như vậy thì nếu mà không ai mà nhảy khỏi chỗ chẳng làm đó thì bây giờ còn nghi cái gì nữa mà không chịu nhẫn, phải không? Nếu mà không có ai mà có thể nhảy khỏi chỗ chẳng làm đó thì còn có chỗ gì nghi ngờ mà không chịu nhận để đi tìm cái làm gì nào nữa. Cho nên phải thấy được, thấu được cái chỗ đó thì mới thấy được cái chỗ sống của thiền. Nhưng mà bây giờ làm sao mà thấu qua được cái chỗ chẳng làm đó mới là cái chỗ mà căn bản. Cho nên ở đây thì nói chẳng làm như vậy đó thì Ngài Thạch Đầu Ngài gạn lại, ông nói chẳng làm là chẳng làm cái gì? Sư đáp ngàn thánh cũng chẳng biết. Nhưng mà câu này á, nếu mà ai mà có cặp mắt mà nó bén một chút á thì thấy Ngài đáp nó cũng là ló đuôi. Ngài đáp là ngàn thánh cũng chẳng biết, tức như là dù cho các bậc thánh, các vị thánh đó, các ngài đã chứng ngộ đó, đã đạt đạo đó, cũng không biết được cái chỗ chẳng làm này nữa. Vậy thì mấy vấn đề có nghi không? Tất cả ngàn thánh cũng chẳng biết, vậy chứ thì sao ngài biết mà ngài đáp như vậy? Tất cả ngàn thánh chẳng biết, còn ngài thì sao? Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ ló đuôi. Vậy thì
Đó, mà thì cái chỗ ló đuôi đó là cái chỗ nào? Đó là cái chỗ mà để dành cho mỗi người phải phải đáp đó. Đó, đó là cái gợi ý để cho mấy đệ thấy được cái chỗ mà ngàn thánh chẳng biết đó đó, thì nó thấy được cái chỗ chẳng làm này, và thấy được cái chỗ chẳng làm này thì đó mới là cái chỗ sống chân thật. Bài 134 là trồng hoa trên đá. Hòa thượng Thạch Đầu chỉ dạy nói năng động dụng chớ dính mắt. Sư thưa, chẳng nói năng động dụng cũng chớ dính mắt. Thạch Đầu bảo ta trong ấy một mũi kim cũng chẳng lọt. Sư thưa, con trong ấy như hoa trồng trên đá. Đây thì một hôm thì qua ngài Thạch Đầu đó, ngài mới chỉ dạy ngài mới bảo là nói năng động dụng chớ dính mắt. Nhưng mà nếu mà mình mà gọi là người mà theo ngôn ngữ để mà hiểu, hay là theo ngôn ngữ để mà chuyển á, thì nghe như vậy thì không biết nói làm sao. Bảo là nói năng động dụng cũng chớ dính mắt là tức là bảo mình đừng nói năng là sao. Nhưng mà ngài á thì ngài có cái thấy vượt ngoài cả có không, cho nên ngài đáp liền chẳng nói năng động dụng cũng chớ dính mắt nữa, không có theo cái ngôn ngữ. Chứ là mình nghe nói năng động dụng không có dính mắt thì mình cũng mắc kẹt trong đó, mắc kẹt cái không nói năng. Đây thì ngài bị vượt qua, tức là thấy trước khi ngài Thạch Đầu mở miệng. Thấy phải thấy thấu như vậy, chứ không phải là thấy sau khi mà ngôn ngữ này đã phát ra rồi. Thì trước khi Thạch Đầu mở miệng thì nói năng chẳng nói năng có dính dáng gì, cho nên phải thấy thấu như vậy đó. Ngài Thạch Đầu ngài liền nói ta trong ấy không một mũi kim cũng chẳng lọt nữa. Sư đáp lại con trong ấy như hoa trồng trên đá, tương ứng không. Ông thầy thì như là mũi kim, một mũi kim không có lọt vào, thì sư thì như hoa trồng trên đá cũng không có chỗ cắm rễ, không có chỗ để mọc rễ. Thì như vậy công phu mà đến đây đó thì mới gọi là mới thật là sự là miên mật đó. Mình công phu của mình thì thường thường nói tha thiết công phu rồi chứ chưa có dễ gì. Một mũi kim cũng chẳng lọt, mà trái lại á nó lọt nhiều lắm. Chẳng những là mũi kim mà những cái mà lớn lớn nó cũng lọt như thường. Ở đây ngày một mũi kim cũng chẳng lọt, nhưng mà mình á thì sao, tảng đá cũng lọt luôn được nữa. Nó bị lọt nhiều quá. Chính vì bị lọt nhiều quá đó là nó còn bị nhiều cái gọi là cái kẽ hở. Nhiều kẽ hở tất nhiên là cái công phu nó để còn chạy bậy nhiều. Mà chính vì vậy đó cho nên rồi chưa có phải là cái chỗ mà mình gọi là sống được cái miên mật nó thực sự. Vì vậy mà chưa thể mà thấy được mà thấu suốt. Cho nên cần phải là công phu nó được là nó miên mật như vậy đó, thì mình không cần cầu ngộ gì hết thì nó cũng đến. Còn để lọt nhiều quá thì có cầu gì đó thì nó cũng không đến. Bởi vậy khi mà ngài đáp được như vậy đó thì ngài Thạch Đầu thấy được cái chỗ sống của ngài, cái chỗ thấy của ngài, nên Thạch Đầu chấp nhận rồi nói bài kệ khen. Tùng lai cộng trụ bất tri danh, nhậm vận tương tương chỉ ma hành, tự cổ thượng hiền giai bất thức, có bản là để là du bất thức, tạo thứ phàm lưu khởi khả minh. Tức là từ trước đến nay đó, không, tùng lai đó là từ trước đến nay cùng chung ở đó mà chẳng có biết tên, không. Nhậm vận tương tương chỉ mà hành, tất nhiên là nhậm vận là mặc tình đi đứng nào đó luôn luôn nó theo nhau đó. Chỉ như thế ấy đó mà đi thôi, chỉ ma là như thế ấy đó, như thế ấy mà đi. Rồi
tự cổ thượng hiền giai bất thức hay là du bất thức, tất nhiên là các bậc mà thượng hiền đó, tức là các bậc mà nhà thánh đó, không? Từ xưa đó cũng còn chẳng có biết được cái chỗ đó, không? Thì huống nữa là hạng phàm phu thì đâu có thể mà rõ được, đâu có thể mà sáng được. Chữ tạo thứ đó là chỉ cho nó vội vàng, nó thô lỗ đó. Thì như vậy để thấy sao? Nghĩa là cái gì mà chung ở với mình hàng ngày đó, tới lui qua lại đi chung với nó, không? Mà nghĩa là hỏi lại á, thì không có biết tên gì, luôn luôn hàng ngày sống chung với nó, đi chung với nó luôn luôn đó, nhưng mà khi mà hỏi lại á, thì không biết tên gì hết. Nói cũng cùng nói, cười cũng cùng cười, không? Đi cùng đi, đứng cùng đứng với nó, nghe luôn luôn theo sát một bên nhau, không có rời. Nhưng mà hỏi lại thì không biết. Tức là sao? Vậy thì nó có tên đâu mà biết, không? Nếu mà vừa mà khởi biết được nó thì sao? Cho nên ti đi chung với nó đó mà khởi biết nó thì liền mất ngay. Biết nó thì nó thành ra cái bị biết rồi. Cho nên đi chung hàng ngày, sống chung hàng ngày đó, chỉ như thế đó mà đi mà sống, nhưng mà hỏi đến thì không có biết tên. Cho nên ngài mới dẫn cả chư thánh thở giờ còn chẳng biết đó, huống nữa là phàm phu đâu thấy rành. Cho nên mới hợp với cái câu đáp của ngài ở trước là ngàn thánh cũng chẳng biết. Tuy nhiên như vậy đó thì chỗ này ngài nói vậy thì cũng ló đuôi à, phải không? Dù nói là ngàn thánh thở dài cũng chẳng biết, nhưng mà cũng ló đuôi à, phải không? Nếu mà ngàn thánh cũng chẳng biết, không có ai biết hết, thì sao nói lại thường theo nhau, phải không? Nếu mà bảo là cả ngàn thánh từ xưa tới giờ cũng chẳng biết vậy chứ, thì đây ai nói sao lại biết được là thường theo nhau, vậy thì sao? Cho nên phải dòm thấy được cái chỗ đó. Đó là cái chỗ mà phải khéo léo. Cho nên cái căn bản á, là tự biết. Bài 135 là hai cây khô và tươi. Đạo Ngô cùng với Vân Nham đứng hầu sư. Sư chỉ hai cây, một khô, một tươi. Ở trên cái chuyện này là Án Sơn á, tức là trên Án Sơn, tức là như là cái ngọn núi ở trước mặt rồi đó. Và hỏi ngài Đạo Ngô, khô là phải hay là tươi là phải? Thì Đạo Ngô mới thưa, tươi là phải. Sư nói rõ ràng tất cả chỗ, chối lội sáng rực đi. Sư lại hỏi Vân Nham, khô là phải hay tươi là phải? Thì Vân Nham thưa, khô là phải. Sư nói rõ ràng tất cả chỗ, buông hết khô lạc đi. Chợt Sa Di Cao đến, sư hỏi, khô là phải hay tươi là phải? Thì Sa Di Cao thưa, khô là từ nơi khác mà khô, tươi là từ nơi khác mà tươi. Sư mới soi lại, nhìn Đạo Ngô và Vân Nham mới nói, chẳng phải, chẳng phải. Như vậy thì ai phải? Khô là phải hay tươi là phải? Có người nghe như vậy á, nghe thì nói rằng như vậy là ngài Sa Di Cao là phải, còn hai ngày kia không phải. Nếu thấy cái kiểu đó là gọi là sao? Thực ra thì để cho thấy rõ, nếu mà người á mà thật sự đã có chỗ sống chân thật, vượt qua cái thấy mà đối đãi rồi á, thì khô hay tươi tùy thời, không? Tùy thời đều vô ngại hết. Nói tươi cũng được, nói khô cũng được, không có mắc kẹt. Còn mình chưa vượt qua được hai bên á, thì nghe nói khô thì mắc kẹt khô, tươi mắc kẹt tươi, tức là mắc kẹt hai bên. Còn ở đây, tươi á, thì cũng như là, hoặc là cái chỗ sống của mình, nơi nơi nó đều chối lội, đều sáng rực hết, không có một điểm mê. Cũng như là tươi, nghĩa là mỗi chỗ, mỗi nơi đều sáng rực, đều chối lội, không có một điểm gì mê hết. Rồi, hoặc là ở khắp cả chỗ, khắp cả nơi đều sạch trơn, không có một chỗ gì để bám hết. Thì như vậy, cả hai cũng có chỗ nào để cho tình thức nó dòm tới. Cái kia là không có một điểm nào để mê, cũng còn chỗ không có chỗ nào để bám vào hết.
thì chỗ nào tỉnh thức có thể dòm tới được. Nhưng mà nói như vậy, nhưng mà phải thấy rõ, dù tươi hay là dù khô, nhưng mà nó không thể rời một điểm chính, đó, không thể mất đi một điểm chính. Đó, cái đó mới là cái căn bản. À, nó khô nó tươi nhưng mà không có rời được một điểm chính và thấy được cái điểm đó. Chứ không thấy được cái điểm đó thì mắc kẹt ở cái khô, mắc kẹt ở cái tươi, tức là mắc kẹt một bên. Vậy thì chẳng rời cái điểm nào. Đó, phải có mắt nhìn thấy thấu chỗ đó. Tức là sao? Rõ ràng tất cả chỗ. Dù nói khô hay dù nói tươi, nhưng mà không rời một điểm là rõ ràng tất cả chỗ. Nghĩa là mỗi chỗ tất cả đều rõ ràng, không có vắng mặt, không có thiếu sót gì hết. Thì như vậy là khô là tươi gì cũng trúng hết. Còn mất cái chỗ này á thì liền sẽ chết một bên thôi, tức là chết một bên khô hoặc chết một bên tươi. Nếu mà thiếu cái rõ ràng tất cả chỗ đó thì ở trên cái khô là chết trên cái khô, trên cái tươi là chết trên cái tươi. Vì vậy cho nên là tới ngày Sa Di Cao thì ngài thu lại, không khô á hay là tươi á thì đều từ nơi khác mà tạm nói thôi, không cái chỗ mình cần phải thấy thấu qua cái chỗ này đó, không? Thấy qua cái chỗ căn bản này á, đó mới là thật, không? Chứ không khéo mà quên được cái căn bản này, mắc kẹt trên cái khô cái tươi á thì là không phải. Cho nên nó khô từ nơi khác mà khô, tươi từ nơi khác mà tươi. Do đó mà sư mới soi lại nhìn Văn Nham và Đạo Ngô, nó chẳng phải, nhưng mà chính cái câu đó là cái câu mà để cho những cái người ngoài á không có gọi là xuyên tạc, không có diễn gọi là dùng cái phân biệt tình thức của mình để phân biệt cái đây kia để mà xuyên tạc vào trong đây. Cho nên muốn mà đạt được cái chỗ chân thật này á, thấy được trong cái chỗ này á, là phải quên dứt được cái khô, cái tươi, cái phải, cái quấy, thì luôn luôn chỗ nào cũng đều là rõ ràng hết. Là chứ đừng có nghe nói khô nó tươi được mắc kẹt đó. Nghĩa là quên hết, dứt được những cái niệm phân biệt đó, hai bên đó, khô tươi phải quấy gì hết, thì luôn luôn chỗ nào cũng đều là rõ ràng hết, thì có cái gì để mà nghi. Chính mình là vừa khởi nghi đó thì tức là chẳng phải rồi. Vừa khởi nghi ra là chẳng phải rồi. Cho nên ở đây mà nghe nói chẳng phải đó, cái thì mình theo đó phân biệt đó, thì chính mình là chẳng phải. Chẳng phải đó là chính mình đó. Thì như vậy đó là để cho mình thấy rõ. Tóm lại là muốn thấu suốt qua cái chỗ này hay không, thì phải qua được cái khô cái tươi, không để cái khô cái tươi nó che mắt mình. Nghĩa là tất cả chỗ đều rõ ràng hết. Còn nếu mà có một chỗ nào mà không có rõ ràng đó thì chính là chết ngay cái chỗ đó. Có một chỗ nào mà không rõ ràng là chính mình chết ngay chỗ không rõ ràng đó. Bài 136 là gánh phẫn. Sư mới hỏi Vân Nham làm gì. Vân Nham thưa gánh phẫn. Sư nói cái ấy ư. Thì Vân Nham mới nói còn đây, tức là đây rồi đó. Thì sư mới bảo ông tới lui là gì. Thì ngài Vân Nham mới thưa là thay y qua lại. Sư bảo là sao chẳng giải y cùng đi. Vân Nham mới thưa là hòa thượng chớ có chê bai y. Thì ngài mới bảo chẳng nên nói thế ấy. Đây là phải đổi lại, chẳng nên nói thế ấy. Thì sư mới thưa là vậy thì nói thế nào. Tức ngài Vân Nham đó, ngài mới hỏi vậy chứ nói thế nào. Thì sư mới bà mới nghe nói là lại từng gách chăng. Lại từng gách chăng. Thì đây là một đoạn này là một đoạn mà cũng là lý thú. Nghĩa là sư hỏi ngài Vân Nham là đang làm gì, tức là đây là đang gánh phẫn, cho nên là ngài Vân Nham gọi là đang gánh phẫn. Xíu hỏi vậy chứ cái ấy ư, thì Vân Nham nói đây rồi, không? Thì như vậy là sao? Đang gánh phẫn,
không? Thì Ngài hỏi làm gì đó? Làm gì đó là muốn để mà gàn lại, nè không? Nếu mà mình mà không có chỗ sống chân thật đó, thì nhằm ở trên cái gọi là cái gánh đó đó, không? Để mà khởi mà hiểu đó, thì sẽ uổng cả một đời. Nghĩa là ở trên cái gánh đó, để mà hiểu, để mà sống trên cái gánh đó, thì như vậy là uổng cả một đời. Đây là Ngài muốn cho mình phải thấu qua cái gì đó. Nếu mà mình chỉ nhận cái tướng mà quải gánh tới lui đó, nhận cái tướng đó là mình chưa qua khỏi cái nhơ cái sạch. Nhận cái tướng mà quải gánh, rồi quải cái gánh phẫn đi qua đi lại đó, thì làm sao qua khỏi được cái nhơ cái sạch. Mà nếu mà ngược lại á, còn kẹt nơi cái nhơ cái sạch á, thì cũng chưa thoát khỏi bị gánh phẫn. Phải không? Nếu mà chưa qua khỏi được cái nhơ cái sạch đó, thì chắc chắn là bị gánh phẫn. Phải không? Chắc chắn là bị gánh phẫn thôi. Như vậy thì làm sao? Thay vì gánh phẫn, mình sao mình lại không có tự gánh đi mới hay hơn không? Cho nên ở đây sư mới gặn lại vậy chứ ông tới lui là gì? Ông đi tới đi lui đó là gì? Thì ngày Vân Nham ngày thưa là thay y qua lại là sao? Như vậy thì đang nói là đang nói với cái gì? Đang nói với cái gọi là cái gánh phẫn đó hay là cái gì? Thay qua lại vậy trong đó còn cái gì trong đó? Cho nên ở đây thì sư mới gặn lại như vậy á, thì sao chẳng dạy cùng đi? Thì Ngài Vân Nham mới nói là hòa thượng chớ có chê bai y. Thì sao nếu mà mình gọi là lầm cái tướng qua lại đó, không cho cái tướng qua lại đó là y á, không thì như vậy là lầm nhận cái tướng động, lầm nhận cái tướng động đó, mà lầm nhận cái tướng động đó cho đó là y á, thì như vậy thì y cũng bị gánh phẫn nữa sao? Cho nên Ngài nói hòa thượng chớ có chê bai y, cho là y nghĩa là cùng đi rồi bị y cũng là gánh phẫn nữa thì sao? Cái đó là cũng bị gánh phẫn nữa sao? Y cũng là gánh phẫn nữa thì sao? Cái đó là cũng bị gánh phẫn nữa sao? Nhưng mà đây thì chưa mới gạn lại chẳng nên nói thế ấy. Thì Vân Nham mới thưa nhà chứ nói thế nào? Thì sư bảo lại từng gánh trắng. Đó là mình chính cái câu này là câu mà mình phải thấu qua đó, thấu qua được câu này đó. Lại từng gánh trắng, dù có tới lui qua lại nhưng mà vẫn chưa có từng động đến cái gánh tới lui qua lại đó, mà chưa có từng động đến cái gánh bao giờ hết. Nào phải thấy thấu được cái kẻ đó thì mới thấy thấu được qua cái đoạn nhân duyên này. Đó là cái gọi là một đoạn mà nó rất là tế nhị, phải thấy cho nó thiệt kỹ thiệt sâu. Bài 137 là thượng đường. Sư mới thượng đường. Tổ sư chỉ dạy bảo hộ, nếu tham sân si khởi lên cần gấp ngăn ngừa, chớ để cho phát ra ngoài. Ông muốn biết cây khô ở thạch đầu lại phải gánh vác lấy, thực không cành lá có thể được. Tuy nhiên như thế cần nên tự xem, chẳng được dứt bật nói năng. Nay tôi vì ông mà nói năng là để hiển bày cái không nói năng. Cái ấy xưa nay vốn không tai mắt tướng mạo. Đây là một đoạn thượng đường để mà chỉ dạy. Đây Ngài nói rõ, tổ sư chỉ dạy bảo hộ đó là nếu tham sân si á, nó có khởi lên á, thì cần phải gấp ngăn ngừa ngay, chứ để nó phát ra ngoài. Đó là cái chỗ mình tu thiền phải sống như vậy đó. Nghĩa là sao? Nghĩa là tham sân si đó nó có khởi lên đó là phải thấy liền, vừa động niệm là phải thấy ngay, dừng ngay. Đó mới là gọi là cái chỗ gọi là chặt thẳng cội nguồn,
chặt thẳng vào cái chỗ cội nguồn đó, chứ còn không có phải chết theo ngôn ngữ hay là chạy theo đuôi nó. Trái lại mình thì thường thường để cho nó khởi lên, khởi lên rồi thì mới theo đuôi. Theo đuôi cho nên rồi có khi theo đuôi rồi còn biện hộ cho nó nữa, thì chính cái đó là nó đã lộ ra ngoài quá nhiều rồi, không? Thì cái đó là gọi là đi nghĩa là quá xa, không? Mà cái tham, cái sân, cái si này á, nó coi như là gọi là ba cái độc, hay cũng gọi là những cái phiền não, mà gọi là phiền não cội gốc đó, gọi là căn bản phiền não đó, cho nên nó đã ăn sâu với mình rồi, coi như là mình có mặt đây là có nó rồi, cho nên nó rất là sâu xa, rất là tế nhị, cái chủng tử, cái chủng tử nó đã ăn sâu trong này rồi. Bởi vậy cho nên nếu mà chỉ nghĩa là dừng trên cái ngọn không á, thì không thể mà dừng sạch được hết đó. Cho nên là phải thấy ngay tận gốc nó thì mới sạch hết được. Bởi vậy cho nên tuy là mình nói tu nó hiểu được đạo lý, được sâu xa gì, nhưng mà cái gọi là cái tập khí mà tham sân si đó nó cũng vẫn còn gọi là ngủ ngầm trong đó, chưa phải thật hết, lâu lâu nó cũng còn lộ ra. Vậy cho nên phải thấy kỹ, vừa ló ra là mình thấy liền. Tham nó gọi là sân á thì coi như còn dễ thấy, nhưng mà tham nó thì rất là khó thấy, rất là tế nhị, mà tham nó lại có nhiều nữa. Tham tài, tham sắc, tham ăn, tham ngủ, đủ thứ tham. Mà cái mấy cái này á thì lâu lâu nó lộ ra liền. Tài là những cái của cải, vật chất rồi đó, không? Sắc thì những cái hay, những cái đẹp. Thấy người ta mặc cái áo len mà cái kiểu mới dồn hoài á thì sao? Chưa lấy gì nhưng mà dồn hoài đó là cái tập khí, cái chủng tử tham nó đã ló ra rồi. Cho nên rất là tế nhị, thấy cho thật kỹ, thì như vậy mới gọi là thật sự là nó sống trong từng niệm để mà tỉnh giác, mới dứt được thẳng từ nơi cái gốc. Cho nên ở đây ngày dạy muốn biết được cây khô thạch đầu đó, là phải gánh vác lấy, thực không cành lá có thể được. Nghĩa là không có chỗ nào để cho mình bám, để cho mình vinh theo hết. Nghĩa là giống như cây khô rồi đó, trơ trơ rồi đó, không có chỗ có cành có lá gì để có thể mọc hết. Nhưng mà nói như vậy đó không có nghĩa là bảo mình hoàn toàn nghĩa là coi như là dứt bạc hết, không có nói năng gì hết, không có cho bám gì hết, là bảo mình im lặng hoài. Mà ở đây là phải thấy được, gọi là trong cái lời nói, trong cái nói năng đó thấy được cái không nói năng đó. Nhưng mà cái ấy á, thì lại là xưa nay không có tai mắt tướng mạo, không có tai mắt tướng mạo, vậy thì nó ở đâu? Thấy không? Không có tai mắt gì hết, không có tướng mạo gì hết, vậy thì nó ở đâu đây? Mở con mắt bát nhã ra xem á, cái gì đang nói đang nghe đây, cái gì đang nói đang nghe đây, thì cái đó nó có tai có mắt có tướng mạo gì? Vậy thì còn đợi phải tìm cái gì ở đâu nữa? Cho nên thường thường á, mình cứ lo gọi là đi tìm cái ngộ ở đâu á, không? Nhưng mà quên mất là cái đang sống hàng ngày. Cho nên ở đây thì Ngài nhấn mạnh cho mình đó, phải sống lại với cái đó. Thì đoạn kế thì mới dẫn, có vị tăng mới hỏi làm sao mà khỏi được các cảnh làm mê lầm. Tức là làm thế nào đó để mà khỏi được, khỏi bị các cảnh làm mê lầm. Đây là theo cái hiểu của thông thường. Thông thường thì mình tu là cứ đổ thừa, thấy không? Các cái cảnh này, các cái cảnh khác nó làm mình mê lầm, nó làm mình rối loạn, tu không được. Cho nên bây giờ tu là phải làm sao để mà không bị các cảnh đó làm mê lầm. Sư mới đáp, cái đoạn này đáng lẽ là phải sửa lại chút. Tức là mặc cho nó có ngại gì được ông, không? Nguyên cái chữ chữ Hán là
thính tha, thính tha mặc cho nó, có gì ngại được ông. Thì xưa thì vị tăng mới thưa là con chẳng hội. Sư mới bảo là cảnh nào mới làm ông mới làm. Thì đây là ngày chỉ thẳng không? Mình thì cứ đổ thừa cái cảnh nó làm mới làm, nhưng mà đây thì ngài nhấn mạnh lại, cứ mặc cho nó, có gì mà ngại được ông đâu không? Cảnh nó đâu có biết phân biệt, cảnh nó cũng đâu có biết vọng tưởng, phải không? Cảnh nó đâu có biết phân biệt gì, mà cũng như cảnh nó đâu có biết khởi vọng tưởng. Nhưng mà khởi vọng tưởng, tưởng đó là cái gì? Mình cứ đổ thừa cảnh nó làm mình mê lầm. Cho nên phải thấy được cái chỗ đó, thấy được cái chỗ mà nó phát hiện ra cái biết phân biệt, biết vọng tưởng đó. Phải thấy được cái chỗ đó để mà dừng ngay cái đó là xong. Còn cứ nhà nhầm trên cái cảnh đó, đổ thừa nó rồi cứ tránh nó hoài, tránh nó hoài, nhưng mà làm sao hết. Phải phát hiện được cái gốc, cái chỗ mà nó biết phân biệt, biết vọng tưởng đó. Phát hiện được cái đó, dừng ngay cái đó là xong rồi. Nó tưởng được thì nó dừng được, phải không? Nó tưởng được thì nó dừng được chứ sao? Còn cái cảnh đó thì nó bên ngoài, làm sao mà lại đổ thừa nó? Nó không có khởi được vọng tưởng, phải không? Còn cái khởi được vọng tưởng này thì nó khởi được, thì nó có quyền dừng được. Thì như vậy có gì ngại, ngăn ngại. Cho nên đây tức là gọi là đoạt nhân mà chẳng đoạt cảnh. Soi trở lại, thấy được cái gốc, cái chỗ mà nó khởi vọng tưởng đó. Thấy được cái chỗ khởi vọng tưởng đó, dừng ngay đó là xong. Chứ còn không phải đổ thừa nơi cảnh. Đoạn kế thì tăng lại hỏi, cái gì là vật quý nhất ở trong Phật Pháp? Sư đáp không công vại. Thì ông tăng mới hỏi vậy chứ, khi mà chẳng có công vại á thì sao? Sư đáp nghiêng nước chẳng đổi dời. Đây là cái chỗ mà quan trọng, phải sống á, tu hành mà để cho nó công vại hoài á thì bao giờ thành tựu được. Nhưng mà không công vại đó là sao? Làm sao thấy được cái chỗ không công vại này? Đó là một ngay nơi cái tâm này, tức là cái tâm mà nó vượt ngoài thời gian và không gian. Nghĩa là không có trước, không có sau, không có kia, không đây. Sống được với cái tâm đó đó, tức là cái tâm mà nó thẳng trước sau, không có hai, không có phải kia đây. Có kia có đây là nó đã có công rồi, có ngoéo rồi. Tức là sao? Sống được với cái tâm mà nó vượt cả ngoài thời gian không gian đó, thì có cái gì ở thế gian này mà có thể làm lay động được. Và như vậy thì có gì mà công? Tức là sống được cái đó là chuyển tất cả thôi. Cho nên là nghiêng nước cũng chẳng có đỡ dời được. Một phen mà mình phát tâm đó, thẳng cho đến thành Phật, không có hai. Đó mới gọi là thẳng đó. Trực tâm là đạo tràng mà, phải không? Ngay nơi phát tâm đây, thẳng tới thành Phật, không có hai. Còn nửa chừng mà có hai thì sao? Công rồi. Vậy thấy, đó, như vậy nó mới thấy cái quý của trong Phật Pháp là vậy đó. Cho nên là từ phát tâm tới thành Phật không hai, thì ở phần giữa này á, thì đâu có cái hoàn cảnh nào có thể làm mình lay động được, thay đổi được. Cho nên gọi là nghiêng nước cũng chẳng đổi dời nữa. Còn nếu mà nói gần á, thì phải sống với tâm nó thành thật, ngay thẳng. Mình tu hành là để sống trở về cái chân thật, cho nên phải sống với tâm nó thành thật, ngay thẳng, không có mưu mô, không có tính toán, cũng như là không có cái tâm gọi là xảo ngụy đó. Thì như vậy đó cũng là gọi là không có để cho nó công vại. Như vậy để nói tóm lại thì công vại này nó có rất nhiều nghĩa, rất là nhiều nghĩa. Ngay cái hiện tiền đây mình không sống, ngay hiện tiền đây không sống, nghĩ đông nghĩ tây là công vại rồi, phải không? Ngay cái hiện tiền không sống mà lại nghĩ đông nghĩ tây thì đó là uống nó rồi, công vại rồi. Nói một đường làm ngã, công chưa?
Tất nhiên là nói khác làm khác để công rồi. Kẹt có, kẹt không, dính phải, dính quấy, có công chưa? Nói thẳng ra tột cùng á, vừa động niệm là đã công vại rồi, phải không? Vừa động niệm là đã công vại rồi. Thì thấy được tột ở chỗ đó là thấy được cái chỗ sống thiền, thấy được cái chỗ đó thì còn cái gì ở thế gian này sánh kịp được. Cho nên là đó là cái vật quý nhất ở trong Phật pháp là như vậy. Sư Đoạn Kế, sư đang ngồi thì vị tăng mới hỏi chỗ ngơ ngơ á thì suy nghĩ cái gì? Chỗ ngơ 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 đó thì suy nghĩ cái gì? Sư đáp, suy nghĩ cái không suy nghĩ. Thì ông tăng mới thưa, cái không suy nghĩ thì làm sao mà suy nghĩ? Thì sư đáp, chẳng suy nghĩ. Vậy làm sao mà thấy được thấu cái chỗ này? Thì cái chỗ ngơ ngơ này là chỗ ngơ ngơ gì? Gọi là ngơ ngơ, thường gọi là trong nhà thiền gọi là giống như gọi là như ngu như ngốc đó. Ngơ ngơ là như ngu như ngốc đó. Nhưng mà như ngu như ngốc đây á là như ngu như ngốc gì? Tức là cái chỗ mà gọi là chỗ chẳng biết của tổ sư đó, đó là cái chỗ ngơ ngơ đó đó. Nhưng mà cái chỗ đó thì suy nghĩ cái gì? Cho nên sư đáp là suy nghĩ cái không suy nghĩ. Không? Nhưng mà ông tăng thì ông nghi liền, cái không suy nghĩ á thì làm sao suy nghĩ được, phải không? Thì sư đáp chẳng suy nghĩ thôi. Đó. Chính cái chỗ này là chỗ phải khéo mà tham cho thấu chỗ này á, thì bảo đảm là có tin tức tốt liền. Tham mà cho thấu qua chỗ này là bảo đảm có tin tức tốt ngay. Suy nghĩ, cho ông suy nghĩ, mặc định suy nghĩ đó, nhưng mà ông suy nghĩ cái không suy nghĩ kìa, phải không? Chứ không phải là suy nghĩ cái này kia, suy nghĩ cái không suy nghĩ đó đó. Làm sao suy nghĩ? Để thấy rằng không phải là gọi là bắt mình, nghĩa là chặn đứng không cho suy nghĩ, chặn đứng cho nó chết đi, dứt cho nó thành ra chết cứng, không phải vậy. Suy nghĩ, nhưng mà suy nghĩ đến cho cùng đường, đến cùng đường, hết cái chỗ bám, hết cái chỗ để nghĩ, coi như là buông tay sạch, buông tay mà để mà cho rớt ầm một cái, thì ngay đó liền sống dậy. Buông tay rớt ầm một cái thì sống dậy ngay thôi. Còn có chỗ bám á, là còn chưa thật chết. Buông hết thì coi như dám gọi là chết đi thì mới có sống lại. Thì đó mới là chỗ nhà thiền gọi là tuyệt hậu mà tái tô. Chết đi rồi thì mới sống lại. Thì đây cũng vậy đó. Suy nghĩ mà đến tột cùng, hết cái chỗ để mà suy nghĩ, bật dứt cái chỗ suy nghĩ. Bởi vậy mà từ sau này các thiền sư các ngài mới mượn câu thời đầu để cho các ngài, các vị mà tham, nhất là đối với những vị mà hiểu thiền nhiều quá hoặc là thông minh quá, suy nghĩ quá dừng không được, cho câu thời đầu đó tham thôi. Tham tới tâm lưu hoài thì bật hết, không còn ở chỗ nào để mà nghĩ được hết á, thì không còn ở chỗ nào nghĩ, cùng đường nó rồi á thì sẽ tự sống dậy. Thì đây cũng vậy đó, suy nghĩ mà đến cái chỗ không còn suy nghĩ đó, còn nếu mà còn có chỗ suy nghĩ được á thì chưa phải là cái chỗ để cho mình dừng. Còn ở chỗ để suy nghĩ được là chưa phải chỗ dừng. Đó, thì chính cái chỗ này á, đó là gọi là cái chỗ mình lâu nay mình nghe nói bí tạng của Như Lai rồi đó, không biết bí tạng là gì đó, thì chính chỗ này là chỗ bí tạng của Như Lai đó. Vào được ở chỗ này đó là vào được bí tạng của Như Lai, và chính chỗ này cũng là chỗ gọi là ba đời chư Phật thường hộ niệm, là hộ niệm ở chỗ này đó. Chứ mình nghe trong kinh đó là ba đời chư Phật thường hộ niệm mà không biết hộ niệm đó là hộ niệm cái gì nhưng mà chính ở chỗ này. Bởi vậy cho nên là mình thấu qua được chỗ này liền thấy suốt được ba đời chư Phật. Thì như vậy mấy mình đợi thấy có phải là gọi là ngàn năm một thở không? Ngàn năm một thở mới được nghe chỗ đó, mà nếu mà nghe bỏ qua thì sao? Đó là cái gọi là rất là uổng, rất là đáng tiếc.
phải không? Cho nên là cần phải tham cho thấu ở chỗ này, thấy cho thấu ở chỗ này đó là sẽ có nhiều cái tin tức tốt. Vào bài 138 là xuống nhà sau đi, tức là thiền sư Thiên Nhiên ở Đơn Hà, Đặng Châu. Sư vốn theo nghiệp nho, do gặp một vị thiền khách chỉ dạy, bèn đi thẳng đến Giang Tây, vừa thấy tổ, tức là ngài Mã Tổ đó, sư lấy tay dở chiếc khăn, đây là chiếc khăn bịt trên đầu đó, dở chiếc khăn bịt trên đầu đó, tổ nhìn kỹ rồi bảo: Nam Nhạc Thạch Đầu là thầy của ông. Sư bèn đi đến Thạch Đầu, nêu lại ý trước. Thạch Đầu bảo: đến nhà sau đi. Sư lễ tạ vào phòng cư sĩ luân phiên làm bếp 3 năm. Một hôm quỳ gối trước Thạch Đầu thỉnh ngài vì sư cạo tóc và xin nói giới. Kế đó sư trở lại Giang Tây yết kiến Mã Tổ. Mã Tổ hỏi từ đâu đến, sư đáp: từ Thạch Đầu đến. Mã Tổ hỏi: đường Thạch Đầu trơn, ông có bị té nhào chăng? Sư thưa: nếu té tức chẳng đến. Đây là nói qua đến ngài Đơn Hà, tất nhiên là Đơn Hà Thiên Nhiên, tức là đây là nói về cái nhân duyên của ngài Đơn Hà gặp tổ, để cho thấy rõ ngài cũng là có cái túc duyên sẵn, cho nên khi mà nhắc lại thì ngài cũng liền nhớ thôi. Cho nên là đi, đáng lẽ là đi thi nhưng mà gặp người, nghĩa là rồi là nhắc nhở khơi dậy, rồi thì chỉ đi tham thiền. Thì ngài đi qua ngài tham thiền, thì đến Mã Tổ thấy, nhìn qua cái cử chỉ của sư thì ngài chỉ qua Thạch Đầu. Thì đến Thạch Đầu thì Thạch Đầu cũng thấy như vậy đó, thì Thạch Đầu bảo: đến nhà sau đi, đến nhà sau đi đó. Đây là cái câu mà coi như là chấp nhận cho ở đó. Thì như vậy là sư ở Thạch Đầu 3 năm, sau đó thì được cạo tóc xuất gia, rồi sau đó trở lại Mã Tổ. Thì cái câu hỏi mà gọi là đường Thạch Đầu trơn, ông có bị té nhào chăng đó, sư đáp là nếu té tức chẳng đến. Thì như vậy để thấy rằng nghĩa là sư cũng là có cái chỗ gọi là chỗ nhận, chỗ hiểu, chỗ sống đó. Thì như vậy, nhưng mà đây nói té tức chẳng đến đó. Thì như vậy chẳng đến này là chẳng đến đâu. Mình nghe nói chẳng đến thì nhiều khi thông qua, nhưng mà như vậy phải thấy được. Nhưng mà như vậy thì té mà chẳng đến thì như vậy chẳng đến đó là chẳng đến đâu. Cho nên là đó là chỉ cho cái đang đối diện đó. Chẳng đến là chẳng đến chỗ đó, chứ không phải là nghe rồi cái mình cho qua suông. Học thiền là phải thấy được từng cái là suốt qua tất cả. Đây tới qua cái đoạn này là đó chỉ nói cái đơn giản thôi, qua đoạn này là mới tới là những cái nhân duyên. Tức là bây giờ đi chống gậy du phương, sư từ giả Mã Tổ đi dạo Thiên Thai, Dư Hàng, Lạc Kinh, Long Môn vân vân. Giữa đường gặp một ông già dẫn đứa bé, sư mới hỏi: ông ở đâu? Ông già đáp: trên là trời, dưới là đất. Ông già này cũng không phải là ông già thứ thường. Phải không? Nếu ông già thứ thường hỏi ở đâu, tôi nghe là ở Đức Trọng đồ gì đó không? Ở đây, hỏi ông ở đâu? Đáp là trên là trời, dưới là đất. Vậy thì ở đâu? Để thấy rằng đây là không phải là cái chỗ nơi thường, không có mắc kẹt nơi chỗ nơi. Sư mới gạn lại: vậy chứ chợt gặp trời tan đất lở lại làm sao? Trên là trời dưới đất, nhưng bây giờ trời tan đất lở lại làm sao? Cho nên nếu mà thật sự là nếu mà người mà gọi là học lớn á, không thì bị câu này là lúng túng liền. Cũng giống như là câu chuyện mà hai ông sa di mà ở gần hai thiền viện kế bên đó, tức là hai ông sa di ở gần hai thiền viện kế bên, là mỗi sáng thì cái vị sa di bên thiền viện bên A này đi ra đi chợ đi, thì cái vị kia cũng đi ra gặp nhau đó, thì mới hỏi là huynh đi đâu đó. Thì cái vị mà sa di ở bên thiền viện A này khi hỏi đi đâu á, thì hô là nghĩa là chân bước đâu rồi tôi đi đó.
Thì nếu mà cái ông Sa Di mà bên thiền viện B nghe nói vậy mà có chỗ sống thì mình sẽ đáp được thôi. Ông không có chân thì sao? Phải không? Cũng như ở đây vậy. Nghe nói là trên là trời, dưới là đất, thì ngài liền hỏi lại liền: vậy trời tan đất lở làm sao? Còn ở kia thì ông Sa Di kia nghe nói vậy thì bí, không biết sao đáp, mới chạy về hỏi ông thầy. Thì ông thầy mới nói là: ờ vậy thì dễ quá, sao không nói là nếu mà không có chân thì sao? Thì ông học được cái đó rồi, cái qua ngày hôm sau cũng canh ông kia Sa Di ở bên Tiền Giang Nga đi ra, thì hỏi cháu huynh đi đâu, canh nếu mà nói thì chân đâu. Thì ông dẫn đáp liền đó, thì cái anh Sa Di này nó gió thổi đâu rồi tôi đi đó. Thì vậy là ông cũng thua luôn, phải không? Nhưng mà để thấy rằng như vậy là ông chỉ là học của người đã học lớn thôi, mà không phải là có cái thực sống mình đó. Còn có thực sống thì ngay đó là ứng dụng ra liền đó, gọi là không có cần phải suy nghĩ. Thì đây cho nên ở đây là nghe ông già nói vậy thì ngay hỏi liền: vậy thì chợt gặp trời tan đất lở làm sao? Thấy không? À, nhưng mà nếu ông già này mà gọi là học lớn á, thì bị câu này cũng bí luôn. Nhưng mà ông già liền đáp: trời xanh, trời xanh. À, thì đứa bé hư một tiếng. À, sư mới nói không phải cha này chẳng sanh đứa con kia. Thì ông già liền dẫn đứa bé đi vào núi rồi. À, thì ông già này thiệt là ông vai ông già thứ thiền. Nếu mà mình mà đi ra gặp ông già này lúng túng mà. Thì như vậy là sao? Chợt gặp trời tan đất lở làm sao? Thì ông già đáp: trời xanh, trời xanh vậy thôi. Đứa bé hư một tiếng. Vậy thì làm sao mà thấy được chỗ ở của ông già này? Làm sao thấy được chỗ ở của ông già này đây? Đang đối diện còn hỏi ở đâu nữa là sao? Cho nên là khi đối diện ông già đó, hỏi ở đâu, thì đang đối diện rồi mà còn hỏi ở đâu nữa là sao? Phải thấy được cái đó mới là cái chỗ ở chân thật. Cho nên là ở đây thì ông già chỉ còn biết làm sao? Kêu trời thôi chứ còn gì nữa. Đối diện mà còn hỏi ở đâu nữa thì chỉ còn biết kêu trời thôi chứ còn gì nữa. Phải không? Thì đó, thấy được chỗ đó thì thấy được chỗ ở của ông già. Ở đây là sư mới hỏi bàn cư sĩ, tất nhiên là ông bàn quẩn: hôm qua thấy nhau nào giống ngày hôm nay? Sư thưa, đúng pháp nhắc lại việc ngày hôm qua để làm con mắt, đây là con mắt của tông môn đó, tông nhãn là con mắt tông môn đó. Thì sư mới nói chỉ như con mắt là tông môn thì lại chứa được bàn công chăng? Bàn công chứ không phải là long công, lại chứa được bàn công chăng? Thì ông bàn quẩn mới nói: tôi ở trong con mắt của thầy. Sư nói: con mắt của tôi chật hẹp thì chỗ nào để an thân? Cư sĩ mới thưa: con mắt nào hẹp thân nào an? Sư liền thôi hỏi bỏ ra đi. Thì ngài Đơn Hà với ngài với ông bàn quẩn này, mấy cái chỗ này là nó rất là gọi là sâu kín khó thấy. Sư gặp ông bàn quẩn thì hỏi: hôm qua thấy nhau nào giống ngày hôm nay? Vậy thì nếu gặp mình hỏi vậy thì làm sao? Cho nên là hôm qua gặp nhau đó, rồi bây hôm nay gặp nhau đây thì làm sao? Cho nên không khéo là mình sẽ vướng vào cái thời gian. Nghe nói hôm qua, nghe nói hôm nay, mắc kẹt với hôm qua hôm nay á, thì mắc kẹt câu này liền. Ông cư sĩ thì đã có chỗ sống rồi, ông đã có chỗ ngộ rồi, cho nên là ông đáp được ngay đúng pháp để nhắc lại việc ngày hôm qua đó, để làm con mắt của tông môn. Tức là sao? Để thấy rõ, tức là vẫn là cũng không có mê. Hôm qua hôm nay nhưng mà cũng không có mê. Hôm qua hôm nay nhưng mà cũng không có mê. Sư nói lại: nhưng mà chỉ như con mắt của tông môn đó lại chứa được bàn công chăng? Con mắt đó có chứa được bàn công chăng? Ở trên đó là ông vượt qua được thời gian rồi, ở đây á là gạn lại coi vượt qua không gian chưa. Con mắt đó làm sao mà chứa được ông? Thì ông bàn công nói: tôi ở trong con mắt thầy.
Vậy làm sao thấy? Nếu mà ngay đây mà không mà còn thấy có cái ngã thì mình liền dính ngay thôi. Nghe nói là chỉ như con mắt tông môn đó lại chứa được bàn công chăng á, thì mình nghe nói chứa được bàn công chăng thì mình nghĩ bàn công á là cái ngã này á thì dính liền. Cho nên là ông rất là khéo, tôi ở trong con mắt thầy, chứa được không được thì ngài biết liền, tôi ở trong mắt thầy thôi chứ ở đâu. Sư mới nói con mắt tôi chật hẹp thì chỗ nào để mà an thân. Nếu mà mắt mình kẹt rộng hẹp hoặc là nhắm mở á, không thì cũng khó qua được ở chỗ này. Cho nên ngài dùng cái hẹp đó, cái hẹp mà cái rộng đó, cái hẹp cái rộng đó để mà gàn lại. Thì cư sĩ thưa, con mắt nào hẹp thân nào an, như vậy là làm sao mà thấy được con mắt này. Mình thường thường thì mình nghe vậy đó, rồi cứ bàn, cứ bàn ở trên con mắt đó mà bàn, bàn riết rồi á thì cũng bị con mắt đó nó dẫn chạy tuốt luốt. Nghĩa là cứ lo bàn về con mắt của ngài Đơn Hà mà quên mất chính mình á đang ở trong con mắt đó không ai. Nghĩa là mình lo bàn con mắt của ngài Đơn Hà, bàn tới bàn lui, quên mất chính mình đang ở trong con mắt đó. Thấy được ở chỗ đó thì mới thấy được con mắt này. Sư mới đến ý kiến Quốc sư Huệ Trung. Sư hỏi thị giả, Quốc sư có ở nhà chăng? Thị giả thưa, ở thì có ở nhưng mà chẳng tiếp khách. Ở thì có ở nhưng mà không có tiếp khách. Sư mới nói, rất sâu xa thai. Thị giả thưa, mắt Phật xem cũng chẳng thấy nữa. Sư nói, rồng sanh rồng con, phụng sanh phụng con. Quốc sư ngủ dậy, thị giả thuật lại. Quốc sư bèn đánh thị giả 20 gậy đuổi ra. Thì như vậy làm sao mà thấy được cái chỗ này. Sư đến để mà ý kiến Quốc sư Huệ Trung. Thì đến đây thì trước là gặp thị giả, cho nên gặp thị giả hỏi Quốc sư có nhà chăng. Đây là Quốc sư đang ngủ. Quốc sư đang ngủ thì hỏi Quốc sư có nhà chăng. Thị giả thưa, ở thì có ở nhưng mà chẳng tiếp khách. Đáp rất là hay, một câu mà hai ý, phải không? Đang ngủ đâu có tiếp khách, phải không? Cho nên ở thì có ở đó nhưng mà không có tiếp khách. Nhưng mà cái ý hay nữa là sao? Quốc sư á là đang ngủ, tất nhiên là lúc đó là đóng cửa bật, nghĩa là không có khách, không có tiếp, để cho mình thấy đó là ông chủ đang nghỉ. Cho nên không có tiếp khách. Nhưng mà muốn thấy được cái chỗ đó thì sao? Cho nên là sư nghe nói như vậy thì liền nói rất sâu xa thai, thấy được cái chỗ đó là rất sâu xa. Ngủ ở thì có ở đó nhưng mà không tiếp khách. Mình thấy được ở chỗ đó thì khỏi cần phải đi tham thiền đâu xa nữa. Hiện tại đây nó cũng ở, cũng có ở đó nhưng mà có tiếp khách hay không? Luôn luôn là tiếp khách, không có giờ nào mà ngớt hết, phải không? Còn đây là ở có ở nhưng mà không có tiếp khách. Thấy được ở chỗ đó. Đây cho nên là sư đáp rất sâu xa. Thì giả mới thưa, đúng rồi, nghĩa là mắt Phật xem cũng chẳng thấy nữa mà. Bởi vì sao? Chỗ đó là chỗ chưa tiếp khách, tức là chưa có duyên, không? Chưa có duyên thì cái chỗ mà tâm mà chưa có duyên á, thì chỗ đó ai mà thấy được chỗ đó? Có tướng mạo gì để thấy, không? Cho nên là mắt Phật xem cũng chẳng thấy chỗ đó nữa. Nếu mà thấy thì sao? Nếu thấy là có tiếp khách rồi. Cho nên sư nói thật là rồng sanh rồng con, phụng sanh phụng con. Thì quốc sư ngủ dậy thì thị giả thực lại, quốc sư bèn đánh cho thị giả 20 gậy, 20 roi đuổi ra. Như vậy làm sao? Làm sao thấy được cái chỗ quốc sư đánh? Cái chỗ đó là cái chỗ mà chưa có tiếp khách, không? Tức là chưa có duyên. Nhưng mà bây giờ thị giả thực lại là sao? Thực lại là đem tin tức bên ngoài vào rồi.
phải không? À, thực lại là đem cái tin tức bên ngoài vào rồi, vào là có duyên rồi, cho nên là quốc sư đánh hai mươi gậy đuổi ra, à, thấy được ở chỗ đó, đó thì mới thấy được ở chỗ sâu xa này. À, nghĩa là cần phải thấy thấu khi mà chưa có duyên với cảnh, à, thấu chỗ đó, thì khi mà tâm mà chưa có duyên với cảnh đó thì nó có tướng mạo gì để thấy. Cho nên chỗ này á, chính là chỗ mà trong nhà thiền gọi là chủ trong chủ đó, chủ trong chủ, không có khách, không có tiếp khách. À, à, thì thấy được ở chỗ đó thì mới thấy được ở chỗ này. Nhưng mà như vậy đó thì bây giờ gạn lại thì ngài Đơn Hà có thấy hay là chẳng thấy? À, thì giả nó mất Phật xem cũng chẳng thấy nữa, nhưng mà ngài Đơn Hà, vậy thì ngài Đơn Hà thấy hay không thấy? Nếu mà ngài Đơn Hà ngài không thấy á thì sao khen là rất sâu xa thay. À, nếu mà ngài không thấy á thì sao là ngài khen là rất sâu xa. Đó. Còn nếu mà ngài Đơn Hà ngài thấy á thì sao lại gọi là mắt Phật xem cũng chẳng thấy. À, thì vậy là sao? Vậy là ngài Đơn Hà có thấy hay không thấy? Đó, thì cái chỗ đó là cái chỗ mà mình để dành cho mỗi người đó phải tự thấy ở chỗ đó. À, tự thấy được ở chỗ đó thì mới thấy được cái chỗ sâu xa của trong nhà thiền. Cho nên khi mà ngài quốc sư đánh thì giả rồi thì sau đó sư nghe, tức là nghe thực lại đó, thì sư liền nói chẳng lầm là Nam Dương quốc sư. À, hôm sau sư lại đến để lễ bái quốc sư, vừa trải tọa cụ á thì quốc sư liền nói chẳng dùng. Mới vừa trải tọa cụ để lễ bái thôi, à, thì quốc sư nói chẳng dùng. À, sư mới lui lại làm sao, quốc sư nói à, như thế. À, sư mới tiến tới trước, quốc sư nói chẳng phải. À, sư nhiễu quốc sư một vòng rồi đi ra, giống như đùa chơi. À, vậy làm sao thấy, mới vừa trải tọa cụ thôi liền nói, quốc sư liền bảo chẳng dùng. Làm sao? À, nghĩa là tuy là vừa trải tọa cụ nhưng mà quốc sư á thì ngài đã thấy rồi rồi, ông mới trải tọa cụ là ta đã thấy rồi rồi. Bậc thầy gọi là bậc thầy cao thủ là phải vậy, phải không? Nghĩa là ông đến ông chưa nói gì hết, phải không? Chưa nói gì hết nhưng mà ông vừa nghĩa là mới trải tọa cụ thôi, tất nhiên là đã thấy ông đồ rồi. Thấy cái gì? Nếu mà ông nghĩa là không có cái gì đó, ha, vô sự đó, thì đâu có đến đây trải tọa cụ làm chi. Ha. Cho nên ông đến vừa trải tọa cụ đó là ta thấy ông rồi. Cho nên ngài nói chẳng dùng. À, thì thấy rõ, tức là nhận á, đó là ngầm ý, nó là nhận thì thẳng đó nhận thôi. Trải tọa cụ làm gì nữa. Nhưng mà rồi sư nghĩa là mới vừa thối lui á, thì quốc sư liền nói à, như thế, thì có khi á, thì người ngoài thì nghe nói vậy thì lại nghĩa là nhận cái tướng mà gọi là lui lại làm sao đó, không? Thì nếu mà nhận cái tướng lễ bái rồi nhận cái tướng mà thối lui đó thì cũng là nguy hiểm. À, sư mới tiến tới trước thì quốc sư nói chẳng phải, sư đi nhiễu quốc sư dòng đi ra thôi. Đó. Thì như vậy làm sao mà thấy được? Vậy thì lùi lại là phải hay tiến tới là phải hay là đi nhiễu quanh vòng đó là phải? À, mình nhiều khi mắc kẹt, thấy không? À, mắc kẹt với ngài Đơn Hà nghĩa là không có đủ mắt sáng thì bị ngài Đơn Hà ngài dẫn chạy tuốt, thấy không? Làm chó mắt, lúc tiến tới lúc thối lui, lúc đi nhiễu quanh, không biết làm sao mà để mà gọi là hiểu được, rối rắm đầu đuôi, không biết đầu đuôi thế nào, nhưng mà quên mất căn bản là cần thấy quốc sư luôn luôn lúc nào cũng sờ sờ đó. Quốc sư vẫn ngồi sờ sờ đó, nhưng mà mình là mắc kẹt cái tướng của ngài Đơn Hà tới lui rồi đi quanh đó, quên mất cái quốc sư vẫn ngồi sờ sờ, có tới lui, có qua lại gì đâu. À,
phải thấy thấu chỗ đó à, thì mới thấu được ở chỗ này. Không khéo á thì bị ngài Đơn Hà ngài làm nghĩa là quên mất cả đầu đuôi. Thì sau đó sư mới ở núi có vị tăng đến tham vấn, gặp sư ở dưới núi, tăng mới hỏi đi hướng nào về núi Đơn Hà. Thì sư mới đưa tay chỉ núi và nói chỗ xanh thăm thẳm kia, tức là chỗ xanh thăm thẳm kia kìa, chỉ tay trước mặt đó. Thì ông tăng mới thưa chớ chỉ cái ấy là phải sao, chớ chỉ cái ấy là phải sao. Sư mới nói thật là sư tử con một phen động đến liền nhảy. Thì như vậy cũng làm sao mà thấy được chỗ này, nghĩa là sư bây giờ là ở núi Đơn Hà, cho nên một hôm đó thì sư đang đi đến ở dưới núi đó, thì ông tăng đến cũng gặp sư ở dưới chân núi, đến dưới gặp sư rồi thì hỏi vậy chứ đi hướng nào để về núi Đơn Hà. Sư đưa tay chỉ cái ngọn núi trước đó, chỗ xanh thăm thẳm kia kìa. Ông tăng thưa chớ chỉ cái ấy là phải sao. Như vậy là làm sao, đứng ngay ở chân núi đó, đứng ngay chân núi đó lại còn hỏi đi hướng nào nữa thì sao, đáng ăn gậy chưa. Đứng ngay chân núi rồi còn hỏi đi hướng nào về núi Đơn Hà nữa. Rồi sư đưa tay chỉ núi, nói chỗ xanh thăm thẳm kia kìa. Nếu mà mình thì chắc là theo cái ngón tay chỉ đó, theo cái ngón tay chỉ đó là ngọn đó đó, thì sao, có phải là cái chỗ mà gọi là màu xanh thăm thẳm theo ngón tay chỉ đó không, hay là còn có cái ý gì khác nữa. Cho nên nếu mà theo ngón tay chỉ đó nhận cái chỗ mà xanh thăm thẳm đó là gọi là trước mặt mà lầm qua lại, theo đó chỉ là bị ngài gạt rồi. Nhưng mà ông tăng đây thì ông khéo, ông khéo thấy, cho nên ông liền nói chớ chỉ cái ấy là phải sao, không có theo cái ngón tay đó. Cho nên rồi sư mới nói là thật là sư tử con một phen động đến thì liền nhảy đó. Thì như vậy mình thấy được ở chỗ đó chưa, núi Đơn Hà chỗ nào, làm sao mà nhảy được khỏi chỗ này, làm sao mà nhảy được. Đúng ra thì núi Đơn Hà đó nằm trong con mắt của ông, núi Đơn Hà nằm trong con mắt của ông đó, theo ngón tay chỉ đó là bỏ mất rồi. Cho nên ở đây gọi là giống như người ta thường nói đau nam mà chữa bắt, chỉ ở đó nhưng mà không phải là ý ở đó. Cho nên là ông tăng mới nói chớ chỉ cái ấy là phải sao, phải thấy ngược lại thì mới thấy được ở chỗ đó. Đó là một đoạn. Thì thôi hôm nay là mình học qua tới đây thôi. Bài tiếp bài 140 là nhướng mày chớp mắt. Thiền sư Bảo Thông Đại Điên ở Linh Sơn, Triều Châu, ban đầu sư đến tham vấn ngài Thạch Đầu, tức là đây là bước qua ngài Đại Điên tức là Bảo Thông. Thì khi mà đến tham vấn Thạch Đầu thì Thạch Đầu mới hỏi cái gì là tâm ông. Sư thưa thấy nói năng đó, Thạch Đầu bèn hét đuổi ra. Thì đây là đến tham vấn, thì tham vấn là ngài Thạch Đầu, ngài liền hỏi cái gì là tâm ông. Không, đó là coi như là làm sao, tất nhiên là người đến tham vấn thì ngài chưa biết là thuộc căn cơ thế nào, hay không, cho nên hỏi đó coi như là để bắt mạch, bắt mạch để coi là ông cái căn cơ nó lanh lợi hay là nó có kiến giải dữ ích trong đó. Nó hỏi cái gì là tâm ông. Thì sư thưa là thấy nói năng đó, thì vậy là biết bệnh chưa, bắt mạch này vậy là thấy bệnh được chưa. Ngài thấy liền, nhưng mà đáp câu đáp đó thì cũng là hay, nhưng mà lại sao lại bị đuổi ra. Thấy không, tất nhiên là cái gì là tâm ông thì ngài đáp là thấy nói năng đó thì cũng đáp là quá hay, thấy không. Thì như vậy tại sao lại Thạch Đầu ngài lại đuổi ra. Đó, thành ra mình làm thầy phải thấy được cái chỗ đó.
Đây thì mình mới thấy rõ. Qua một tuần, thì sư lại đến hỏi, trước đã chẳng phải trừ ngoài cái này ra, gì là tâm, thấy không? À, thì như vậy là quả tang là cái câu đáp trước của ngài đó, ngài Đại Điên đó, là chưa phải thật của sư rồi, phải không? Chưa phải thật, cho nên là bây giờ nè, mới đến để mà hỏi lại nè, à, trước đã chẳng phải, thì bây giờ trừ ngoài cái này ra, thì cái gì là tâm? Thì rõ ràng là trước là chưa phải là cái của ngài, à, cho nên ở đây thì ngài thật đầu, ngài liền bảo, bây giờ trừ bỏ nhướng mày chớp mắt, à, đem tâm đến. Mình nghe cái nói cái này á, thì theo cái ngôn ngữ á, thì mình liền tưởng tượng, không? Nghe ngài bảo là trừ bỏ nhướng mày chớp mắt, à, đem tâm đến, thì mình liền kẹt vào trong cái lấy bỏ. Nghe nói trừ bỏ thì phải liền nghĩ là phải trừ, mà trừ bỏ hết những cái nhướng mày chớp mắt này á, thì tâm ở đâu mà đem đến? Đó là theo ngôn ngữ liền kẹt ngay. Cho nên đây thì sư liền thưa, không tâm có thể đem đến. Thì như vậy là sao? Rõ ràng nếu mà cái câu đáp mà của ngài ở trước á, thấy không, hỏi là cái gì là tâm á, thì nó đáp là thấy nói năng đó, thì tại sao tới đây á, à, lại trình không được, thấy không? Biểu là trừ bỏ nhưng mà cho mắt đem tâm đến, đến đây là không tâm có thể đem đến, trình không được. Hả? Sao lại trình không được vậy? Thì như vậy, nếu mà nhướng mày chớp mắt, thấy không, có nhướng mày chớp mắt á là mới có tâm, còn trừ bỏ nhướng mày chớp mắt tức là không có nhướng mày chớp mắt thì là không có tâm, sao? Thì như vậy rõ ràng là còn cái tâm có không, thấy không, thấy cái tâm có không rồi, cho nên là chính cái câu đáp đó ở đây á, thấy không, là đã coi như là vạch thẹo mà cho người xem lưng đó. À, chính cái câu đáp đó là để thấy rõ, à, nếu mà không tâm, à, nếu mà thật sự là không tâm thì cái gì đáp đó, à, ông đáp là không tâm có thể đem đến thì cái gì đáp đó, à, thành ra chính cái câu đáp đó là đã lộ ra cái thẹo đó rồi, à, thấy không? À, cho nên ngài thạch đầu ngài mới bảo, à, nguyên lai là có tâm, sao lại nói không tâm? Nếu mà không tâm á, thì trọn đồng như chê bai rồi, à, tất nhiên là giống cũng như là cây là đá sao, à, là thành ra như là gọi là ngoan không rồi, à, à, thì ngay nơi đó sư liền đại ngộ. Vậy là ngộ cái gì? À, ngài thạch đầu ngài có đáp cái gì khác không mà sư lại ngộ? Có đáp gì khác đâu, à, à, trước á, thì hỏi là có tâm thì sư đáp là thấy nói năng đó, thì đây ngài cũng nói là nguyên lai là có tâm thôi, à, chứ sao lại nói không tâm, à, nếu mà không tâm thì trọn đồng với chia bay rồi sao, à, thì vậy là ngài có đáp cái gì khác đâu, nhưng mà sư lại ngộ, à, vậy thì ngộ cái gì là, vậy rốt cuộc là cái gì là tâm? À, cho nên nếu mà thật sự á, là người mà đã thấy rõ ràng, thấy không? Thì nói năng cũng thấy, im lặng cũng thấy, thấy không? Rồi nhướng mày chớp mắt cũng thấy, mà không nhướng mày chớp mắt thì cũng thấy. À, tất nhiên là luôn luôn thì lúc nào nó cũng hiện hữu, chứ không có mắc kẹt, à, theo cái tên, theo cái lời, thấy không? Thì như vậy đó mới là thực sự là đã thấy. Cho nên, à, cũng là cái nói năng này, thấy không? Nhưng mà khi mà chưa ngộ á, thấy không? Chưa ngộ thật sự á, thì chấp vào cái tướng nói năng đó, tức là chấp vào cái tướng sanh diệt, thì chấp vào cái tướng sanh diệt mà cho là tâm á, thì cái đó là cái nguy, thấy không? À, còn nếu mà người thật sự á, thì cũng ngay cái đó mà nhận ra cái thể chân thật mà bất sanh bất diệt, à, nó hiện hữu nơi đó, à, thì đó mới gọi là thật. À, còn hồ đồ, à, cái nghe nói năng đó là tâm, là chấp vào cái tướng sanh diệt đó là, à, đi trong vòng luân hồi sanh tử không có ngày dứt. À, cho nên là cũng là cái nói năng đó mà khi ngộ á, à, thì là phải, còn khi chưa ngộ á, thì nói
giống như chúng mà không phải chúng, cho nên bị gạn lại cái thì liền chới với, vì không có chỗ thấy chân thật. Thì ngày khác sư đang đứng hầu thạch đầu, thạch đầu mới hỏi ông là tăng tham thiền hay là tăng dạo chơi châu huyện. Tất nhiên là vị tăng tham thiền chân thật hay là tăng mà gọi là đi chơi đó, không dạo đây đó đi chơi. Sư thưa là tăng tham thiền. Thì ngài thạch đầu mới hỏi thế nào là thiền. Sư đáp nhướng mày chớp mắt. Không, bây giờ cũng là đáp nhướng mày chớp mắt thôi, không có gì khác. Như vậy nếu mà mình khéo mà nhận cho sâu rõ thì sao, chính ngay cái nhướng mày chớp mắt đó là nó có hiện hữu cái chân thật ở trong đó rồi. Cho nên ngài Hương Nghiêm mà sau khi mà ngài nghe cái viên sỏi mà nó văng trúng cái bụi trúc rồi cái thì nó vang ra tiếng là ngài ngộ. Khi ngộ rồi ngài làm bài kệ, trong đó có câu sao tất nhiên là nhất kích vong sở tri, nhưng trong đó có câu là động dung dương cổ lộ. Động dung dương cổ lộ tất nhiên là cái vẻ mặt của mình đó, không vẻ mặt của mình đó nó vừa động vừa đổi cái là chính ngay đó là nó lộ bài con đường xưa. Ngay cái vẻ mặt của mình nó vừa động vừa đổi một chút là nó liền lộ bài con đường xưa, đường xưa để mình trở về. Vậy đây đâu cần phải tìm con đường mà trở về ở đâu xa, không thì vậy là ngay cái động cái dáng mặt thôi, đổi cái dáng mặt thôi là nó lộ bài rồi. Thì cái nhướng mày cái chớp mắt cũng vậy, ngay đó là nó cũng lộ bài con đường xưa. Vậy thì hàng ngày coi như là nơi mình đó đường xưa nó lộ bài luôn luôn à, không? Nhưng mà mình lại đi theo con đường nào đó. Đường xưa lộ bài nhưng mà mình lại tìm để mà đi con đường khác. Đường khác là con đường sanh tử. Ở đây thì nếu mà khéo á, thì ngay đó là thấy đường trở về liền. Nhưng mà không khéo á, thì cũng là chết ngay ở trên đó. Cho nên ở đây thì ngài mới gạn lại. Bây giờ trừ ngoài nhướng mày chớp mắt, đem mặt thật xưa nay của ông trình ta xem. Nếu mà ông đáp là thế nào là thiền, thiền là nhướng mày chớp mắt. Bây giờ ngài gạn lại để cho thấy tột cái chỗ thấy của ngài đó nó có thực hay không. Cho nên bảo là bây giờ trừ ngoài nhướng mày chớp mắt đó, đem cái mặt thật xưa nay của ông trình ta xem. Nếu mình vậy làm sao trình? Tất nhiên là trừ ngoài cái nhướng mày chớp mắt này á, rồi đem cái bộ mặt thật xưa nay đó trình xem, trình ở chỗ nào. Cho nên ngài đáp rất là khéo. Trừ ngoài nhướng mày chớp mắt, thỉnh hòa thượng xem. Rất là khéo. Mình nghe nói trừ cái mình liền theo cái lời đó tưởng trừ, không? Tưởng cái trừ thì cũng là theo ngôn ngữ bị gạt. Ngài thấy suốt, không? Cho nên nếu mà như vậy á, thì bây giờ thỉnh hòa thượng trừ ngoài nhướng mày chớp mắt đó thì hòa thượng xem. Bảo con trừ thì ngài trừ đi thì ngài thấy thôi. Rất là khéo. Thì ngài bảo là ta đã trừ xong. Tức là ngài thạch đầu đó, ta trừ xong. Thì sư liền đáp con cũng đã trình rồi. Thì như vậy là trừ ở chỗ nào và trình ở chỗ nào. Trừ ở chỗ nào trình ở chỗ nào. Đó gọi là đi thẳng, đi thẳng qua ngôn ngữ. Nói thì giống như là hai thầy trò nói nhau, nhưng mà nói đó là nói với cái gì á, chứ không phải nói với ngay cái trong cái ngôn ngữ này. Cho nên nếu mà thấy rõ, đừng có nghe nó trừ ngoài nhướng mày chớp mắt rồi mình cũng kẹt ở đó. Nếu mà thật sự mà thấy á, thì dù có nhướng mày chớp mắt không, nhưng mà nó đâu từng che đậy được. Dù có nhướng mày chớp mắt đó nhưng mà đâu từng che đậy được nó, thì trừ cái gì. Cho nên nghe nó trừ cái mình liền tưởng trừ đó là theo cái ngôn ngữ bị lừa. Cho nên đây thì ngài đáp rất khéo. Nghĩa là hòa thượng bảo như vậy thì ngài trừ đi,
thì ngài thỉnh ngài xem. À, thì ngài nói ta trừ xong thì con đã trừ rồi, ngài trừ xong thì con cũng trừ rồi thôi. Thì ngay đó thì nó thông cảm nhau. Nhưng mà đây ngài chưa chịu gặn, phải gặn cho tổ cùng nữa. Như vậy thì ông đã trình á, thì bây giờ tâm ông như thế nào, rồi gặn lại lần nữa, thêm nữa. Chứ còn nhiều khi đời nghĩa là mình thì rất cái trình độ mà thường thường thì gặn sơ sơ một hai cái thôi, gặn chưa hết. Thế đây khi mà hỏi như vậy thì ngài đáp chẳng khác với hòa thượng, nghĩa là ông đã trình tâm ông như thế nào thì giờ chẳng khác với hòa thượng. Nếu mà mình nghe nói là tâm như thế nào đó không, thì liền nghĩ là như thế nào đó, đáp như thế nào đó là bị đánh đuổi ra liền. Nghe nói là hỏi tâm như thế nào thì liền theo đó mà trả lời thế nào đó là bị đuổi ra. Ở đây thì ngài có chỗ thấy chân thật không hai. Chính coi như là hòa thượng mà coi như hòa thượng thấy nơi ngài đó thì thấy nơi con thôi, chứ không có gì khác hết, không có cái khác không. Nhưng bây giờ ở đây á, làm sao mà thấy được cái chỗ chẳng khác đó, thì đó mới là cái hay á. Thì ngài thật đầu ngài cũng gạn thêm nữa, như vậy chẳng quan hệ đến việc của ông, tức là chẳng khác với hòa thượng, thì như vậy cái đó chẳng quan hệ đến việc của ông. Thì sư mới thưa là cũng vốn không vật. Rồi câu này ông đã phải đổi lại là ông cũng không vật. Tức là vốn không vật thì ông cũng không vật. Thì sư mới đáp là đã là không vật tức là vật thật. Thì ngài ta đầu ngài mới bảo vật thật thì không thấy được. Lượng thấy của tâm ông ý chỉ như thế phải kéo hộ trì. Thì như vậy đó là nghĩa là chỗ đó là chẳng khác với hòa thượng, thì ngài đáp là như vậy thì cái đó cũng chẳng quan hệ gì đến việc của ông. Thì ngài cũng thấy suốt, cho nên là đáp là cũng vốn là không vật. Thì ngài thật đầu đáp ông cũng không vật, coi như là chỗ đối đáp nó thầm hợp với nhau, nó tâm tâm nó tương ứng, mà ở cái phần giữa đó không có một cái vật gì mà nó chen vào, nó ngăn ngại, cho nên là hai cái coi như là hai người mà đối đáp qua lại cũng giống như là hai cái gương mà nó soi nhau vậy, nó không có cái dấu vết ở phần giữa. Thì như vậy, nhưng mà khi mà nói không vật như vậy đó thì không phải nói không vật đó rồi tưởng như là nó không có gì hết. Cho nên ở đây khi mà nói không vật thì ngài đáp là đã là không vật tức là vật thật, chứ không phải không vật là không ngơ, không trơn, không có gì hết. Như vậy thì để cho mình thấy rõ, nếu mà thấy suốt thì nhướng mày chớp mắt cũng là như thế, còn chẳng nhướng mày chớp mắt cũng như thế, nó luôn luôn nó hiện hữu, không có lúc nào thiếu vắng. Thì như vậy mới thực là thấy suốt, chứ còn không phải là thấy một bên. Thấy một bên thì nghe nói nhướng mày chớp mắt là phải, rồi cái nghe trừ bỏ nhướng mày chớp mắt tiền đáp không ra, thì như vậy đó là gọi là cái thấy mà gọi là còn một bên chưa có thấy suốt. Nhưng mà tóm lại thì như vậy ở đây thì người xưa họ đã thấy rõ ngay nơi cái nhướng mày chớp mắt này, ngay nơi cái nói năng này, người ta thấy được nó có luôn hiện hữu như vậy. Thì như vậy tại sao ngày nay mình cũng nhướng mày chớp mắt, cũng nói năng luôn luôn vậy mà không thấy được? Người xưa thấy được mà tại sao mình không thấy được? Thì như vậy là nó có hay là không? Nó có hay không? Có, tại sao mình lại không thấy? Thành ra đó là cái chỗ mà để cho mỗi người phải nghiệm lại, để đánh thức cái gì đó mà nơi mình để mà vươn lên. Chứ còn không khéo thì rồi để cho nó ngày tháng nó trôi qua thì nó rất là uổng. Người xưa đã thấy được, đã làm được, có như vậy thì mình ngày nay cũng có được, cũng thấy được vậy, mà tại sao mình chưa thấy? Đó là cái mà phải để tâm kỹ.